Xin chào mọi người đã quay lại với kênh tìm chuyện review. Trước khi bắt đầu phần một bộ truyện, chuyển sinh thành lợn rừng trở thành NPC mạnh nhất rồi. Mọi người cho mình xin một like share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Năm 2020 công ty nổi tiếng toàn cầu Kỳ Nguyên Vĩnh Hằng đã cho ra mắt một thế hệ trò chơi trực tuyến hoàn toàn mới tên là Kiếm Vũ. Bản đồ trò chơi rộng lớn với 12 thế giới. Thế giới này do 7 nhóm chủng tộc lớn là con người, tộc man hoang, yêu tinh gió, linh tộc, Tộc người chim, ma tộc. Tộc bất tử nhưng trong đó con người chỉ chiếm được một góc nơi mà đất đai cần cỗi nhất trong 12 thế giới. Tính năng của máy chủ rất mạnh đủ để chịu được cho hơn trăm triệu người chơi đăng nhập cùng một lúc và tiến hành kết nối các dữ liệu. Trên một con phố, một đôi nam nữ đang dắt tay nhau đi mua sắm. Cô gái vừa đi vừa hỏi về trò chơi kiếm vũ. Vân Thiên, cậu chắc là sau khi bản chính thức của kiếm vũ ra mắt cậu vẫn chơi nhân vật kiếm sĩ chứ? Vân Thiên trả lời một cách chắc chắn. Ừm. Sau một tháng thử nghiệm nội bộ, mình đã xác định được trong bản beta thì kiếm sĩ là mạnh nhất. Vân Thiên với một vẻ mặt rất hứng thú nói, với cả mình thấy dùng kiếm thuận tay nhất. Cô bạn cười nói, cậu không thấy thế sao? Sau đó cô bạn lại vỗ ngực tự tin. Vậy được thôi mình vẫn như cũ cho nhân vật pháp sư sau này chuyện chúng ta cùng nhau luyện tập cứ giao cho mình. Vân Thiên đáp lại, chuyện tính nhau thì giao cho mình ai dám bắt nạt thanh tuyết nhà mình. Mình sẽ đập tỏ tí te hắn, có vẻ cậu rất tự tin với khả năng của mình vẻ mặt thanh tuyết hơi đanh lại thật ra thì mình cũng tự đập tò tí te mấy tên khốn kiếp được mà nghe thanh tuyết nói vậy vân thiên liền cười tít mắt nói giọng châm chọc cậu không cần hung dữ vậy đâu cẩn thận sau này ấy đó thanh tuyết bỗng nhiên cúi mặt sát vào mặt vân thiên nói mình hung dữ sao sau đó cô còn dùng khuôn mặt hơi giận dỗi nhấn mạnh ừm thấy thanh tuyết kề sát mặt mình như vậy vân thiên có vẻ ngại ngùng mặt đỏ cả lên nói ấp úng cũng tạm vân thiên vừa nói xong thì thanh tuyết đã nắm lỗ tai cậu kéo đi rốt cuộc là cậu đang nhìn đâu đấy hả trên đường có một bà cụ già nua đang chống gậy thì bỗng có một chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh phóng tới người thanh niên trên chiếc xe chợt thấy bà cụ thì hốt hoảng địch mợ bà già qua đường trong khi đó chiếc xe đã phóng tới sát chỗ bà cụ người thanh niên liền đánh tay lái lái xe lên lề có tiếng người xung quanh la lên a a a chạy lên lề rồi Mọi người ngoài kia hét lên khi chiếc xe sắp tông vào Vân Thiên và Thanh Tuyết. Sắp tông chúng người rồi. Chiếc xe cũng đang bóp còi inh ỏi. Vân Thiên nghe thấy tiếng còi liền hỏi Thanh Tuyết. Tiếng gì vậy? Nhưng Thanh Tuyết lúc này đang giận dỗi nên không quan tâm. Này cậu có đang nghe mình nói không đó? Vừa lúc đó Vân Thiên quay mặt qua thì thấy Thanh Tuyết sắp gặp nguy hiểm. Cậu liền phóng như bay tới chỗ Thanh Tuyết hô lên. Thanh Tuyết cẩn thận. Phương Thiên đã kịp đẩy Thanh Tuyết ra khỏi đầu chiếc xe nhưng còn mình thì lại hứng chọn cú va chạm từ chiếc xe đó. Vân Thiên lúc này cũng hết cách. Thanh Tuyết thì đến bây giờ mới chợt hoàn hồn quay lại nhìn trong sự hốt hoảng. Thanh Tuyết ngồi bệt xuống đất không thể tin nổi gọi Vân Thiên. Chỉ nhìn thấy Vân Thiên lúc này đã nằm ra đất, không còn ý thức. Thanh Tuyết hét lên, Vân Thiên. Một lúc sau tại một bệnh viện tư cao cấp nào đó, một người phụ nữ đặt tay lên vai Thanh Tuyết an ủi, đừng đau lòng quá Vân Thiên sẽ khỏe lại thôi. Có tiến sĩ níu thở đây. Chắc chắn thằng bé sẽ tỉnh lại mà. Thanh Tuyết khuôn mặt buồn bã đau lòng nói với tiến sĩ, "Tiến sĩ ông nói Vân Thiên đã sắp tò tí te não thật sự cậu ấy vẫn tỉnh lại được sao?" Vị tiến sĩ nghiêm túc nói, "Não cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng không thể tỉnh lại được nhưng cũng chưa đến mức gọi là tò tí te não." Tiến sĩ đưa bảng điện não đồ của Vân Thiên lên tiếp tục giải thích, cũng tức là nếu có chuyện gì có thể đánh thức hoặc là kích thích cậu ấy thì có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh lại được. Thanh Tuyết thắc mắc Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể kích thích được cậu ấy? Vị tiến sĩ liền trả lời, hoạt hóa sóng não. Vị tiến sĩ trở nên vô cùng nghiêm túc đưa hai ngón tay chỉnh lại kính rồi nói, trò chơi mới mà công ty Kỳ Nguyên Vĩnh Hằng cho ra mắt vừa hay có biên độ kích thích sóng não phù hợp với yêu cầu bệnh tình của cậu ấy, thế nên tôi đề nghị là giữ Vân Thiên lại trong đấy. Sau khi khởi động máy chủ của trò chơi thì sẽ tiếp nhận trị liệu trong trò chơi, nhưng cách thức ép buộc kích hoạt não hoạt động như vậy sẽ tạo ra một số tác dụng phụ. Thanh Tuyết nghe nói sẽ xảy ra tác dụng phụ thì vô cùng lo lắng lập tức hỏi: "Tác dụng phụ gì ạ?" À? Vị tiến sĩ nói: "Có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ." Khi Thanh Tuyết vừa nghe điều này thì trở nên vô cùng hoang mang, khó có thể chấp nhận được. Thanh Tuyết tự ngẫm nghĩ trong lòng, mất trí nhớ. Ngay lúc này cô trở nên vô cùng suy sụp, rũ mắt nói với tiến sĩ: "Dù thế nào thì cháu cũng muốn cậu ấy tỉnh lại cho dù sau khi cậu ấy tỉnh lại có không nhận ra cháu đi chăng nữa." trên màn hình máy vi tính đã có hiển thị kích hoạt máy chủ chính thức kiếm vũ kiểm tra đầu vào đang đăng nhập lúc này vân thiên đã được đưa vào một chiếc hộp để chuẩn bị vào thế giới trò chơi hệ thống ngay lập tức báo hệ thống kiểm tra đến tốc độ nhịp tim của người chơi thấp hơn so với tiêu chuẩn bình thường là một phần ba hệ thống lại tiếp tục ra tín hiệu tinh rồi báo hệ thống kiểm tra đến tốc độ nhịp tim của người chơi thấp hơn so với tiêu chuẩn bình thường là một phần ba hệ thống kiểm tra đến tốc độ nhịp tim của người chơi thấp hơn so với tiêu chuẩn bình thường là một phần ba hệ thống cứ thông báo không ngừng dường như vân thiên đã đăng nhập được vào trò chơi cậu xuất hiện trong trò chơi nhưng trên người không mặc bất kỳ quần áo nào trong đầu vân thiên tự hỏi rất nhiều những câu hỏi tôi là ai tôi đang ở đâu cơ thể tôi đã xảy ra chuyện gì vân thiên nhìn xuống cơ thể mình dường như là đang bị nhiễu sóng điều này khiến vân thiên không khỏi khó hiểu có thể đang khoan đã Ai đã làm gì cơ thể mình thế này? Trong lúc Vân Thiên đang đứng hoang mang ở bên dưới thì đã có một tinh linh bay lại. Tinh linh bay đến chỗ Vân Thiên quan sát. Sau đó cô ta báo cáo, lại là một linh hồn bị lạc. Chúa tể trong trò chơi đã xuất hiện, nhưng ông ta chỉ xuất hiện bằng một cái đầu không có thân thể. Ông ta nói, hư thì ra cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu của nhóm NPC. Ông ta tiếp tục nói với tinh linh, "Tinh linh hệ thống hãy nói cho ta biết chỗ nào đang cần NPC tự do." tinh linh hệ thống liền kính cận cuối người báo cáo thưa chúa tể đại nhân nông trại thanh phong ở thôn tân thủ số 7 cần một con heo rừng để gây rối con được sinh ra lần trước đã bị người chơi hấp tò tí te nhưng hiện giờ chúng ta không có dư số liệu để bổ sung chúa tể sau khi nghe tinh linh báo cáo xong thì lập tức biến mất chỉ để lại câu được còn tinh linh sau khi chúa tể biến mất thì quay lại để ý tới vân thiên thì thấy chỗ cậu đứng đang xảy ra biến động Tại chỗ Vân Thiên đứng đột nhiên xuất hiện một luồng sáng xanh rất mạnh dường như đã đẩy cậu đi thật xa. Vân Thiên đã đi đến một không gian khác. Hửm? Ừ, không đúng, cảm giác này là. Vân Thiên mở mắt ra thì chợt phát hiện khung cảnh xung quanh là trong trò chơi. Đây là đâu? Hình như là đồ họa trò chơi trong kiếm vũ. Dường như đây là điểm bắt đầu của trò chơi, nông trường thôn Tân Thủ sao? Nhưng khi Vân Thiên tìm kiếm thì lại không thấy giỏ đồ của mình. Hệ thống hiển thị lỗi. Món đồ không tồn tại. Không đúng, không đúng. Nếu là thôn tân thủ thì mình phải mở được giỏ đồ chứ nhỉ tại sao lại không mở được. Vân Thiên chợt nhìn xuống hai chân mình. Đây chẳng phải là chân heo sao, với cả khoan đã. Mẹ ơi sao mình lại biến thành heo mất rồi mình không phải là người chơi sao. Con lợn rừng gọi Vân Thiên lại. Nè lông đen sao ngươi còn đứng được ra đó làm gì mau làm việc đi. Bé mới làm dưa chuột này thì anh em chúng ta sẽ có đồ ngon để ăn mau làm việc đi cái con heo lười biếng này vân thiên trong bộ dạng của con heo lắc lắc cái đuôi hỏi đợi đã tôi tên là lông đen con lợn rừng kêu ngạo nghễ đúng thế ngươi là lông đen còn ta là răng dài bớt lắm lời và nhanh làm việc đi nếu không ta sẽ bẻ cái đầu heo ngu của ngươi vân thiên bất lực chỉ có thể cảm thán thôi vậy nhập ra tùy tục nếu đã đầu thai thành heo thì ăn phải làm heo cho tốt vậy ở trong thành một ông lão đang dán bản nhiệm vụ nhờ đội mạo hiểm giúp đỡ cái đám heo rừng trời đánh lại trộn dưa chuột của ta các vị dũng sĩ từ dị giới mau tới giúp ta giáo huấn kèm theo từng ngày đi ai hấp được 10 con heo rừng sẽ nhận được kinh nghiệm và đồng bạc. Ở một bên khác một đống dưa chuột có các con heo đang trâu đầu vào ăn. Ăn xong thì chạy thôi các anh em đám con người ngu ngốc đó sẽ không đuổi kịp chúng ta đâu. Con đầu đàn quay ra khen ngợi. Được đấy lông đen dưa chuột ngươi bế ông nay nhiều hơn ngày thường nhiều rồi. Văn Thiên tự hào. Đấy đều là sự đào tạo và đề bạt của đại ca. Con lợn rừng thủ lĩnh lại rú lên, "Tốt trẻ con dễ dạy sau này các ngươi theo ta lăn lộn ta đảm bảo mỗi ngày các ngươi đều được ăn ngon uống ngon. Đoàn kết là sức mạnh chỉ cần các ngươi tiến đánh các vườn rau củ có tổ chức thì con người sẽ không thể làm gì được chúng ta." Ở dưới vang lên những tiếng hô vang xin gọi con heo đầu đàn thủ lĩnh. Vân Thiên nhìn thấy cảnh này chỉ biết cạn lời. Đột nhiên sau một tràng lời khen con heo đã tăng level, Vân Thiên cũng sửng sốt. Vậy mà cũng được ư? Ở một bên Tiểu Điệp và Tiểu Ba đang chán nản bước trên đường. Đúng là cái áo choàng trang bị trắng cấp thấp không làm được gì. Đột nhiên Tiểu Điệp choàng ra sau Tiểu Ba sờ bộ phận không nên sờ. Tiểu Ba xem nè xem nè, áo thân trước bị ngực cậu làm rách rồi. Tiểu Điệp bắt đầu ghé sát lại thì thầm với Tiểu Ba trong khi Tiểu Ba rất xấu hổ. Rốt cuộc là cậu ăn gì để lớn thế ngưỡng mộ ghê. Tiểu Ba hổ thẹn đáp, xí xí Tiểu Điệp cậu toàn nói mấy lời làm người ta mắc cỡ thôi. Hôm nay đã luyện tới cấp 7 rồi chúng ta tới khu vườn nông trại luyện cấp đi nói không chừng nguồn có thể làm nhiệm vụ đấy. Tiểu Điệp không quên quay ra cười cợt với Tiểu Ba, làm cho cậu một cái áo trang bị xanh chắc là bền hơn đó hi hi, chỉ biết ăn hiếp người ta thôi. Hai cô gái tiến vào nông trại Tiểu Điệp nhanh chóng vỗ vai Tiểu Ba, nhìn kia bên kia có NPC. Ông lão nông dân vẫn đứng đó, Mẹ ni mấy con heo rừng đáng to tí tay đó dám phá nông trại của tôi đến long trời lở đất, hai vị anh hùng hai người có đồng ý giúp tôi tiêu diệt mấy con heo đó không? Chờ đợi Tiểu Ba lên tiếng, Tiểu Điệp đã nói đồng ý bằng hệ thống hiện ra nhiệm vụ săn heo rừng và mục tiêu là hấp 100 con. Tiểu Ba và Tiểu Điệp đều vui mừng trúng mánh giàu to rồi. Đã gặp được mục tiêu, Tiểu Điệp liền nói với Tiểu Ba, "Tiểu Ba bắp máu cho mình." Tiểu Ba đứng bên cạnh có vẻ hơi sợ hãi. Mục tiêu là những con heo rừng vô cùng hung tợn đang hướng mắt và hai người tiểu điệp đã nhận được sức mạnh sau đó thì tiểu điệp vơ kiếm thi chuyển pháp thuật thuật hướng về phía những con heo rừng sau đó nói to cứ giao cho mình những đường phép của tiểu điệp luồn lách khắp nơi đến chỗ những con heo rừng những con heo rừng bị trúng pháp thuật của tiểu điệp ngay lập tức trở nên chóng váng và ngã dạp ra đất tiểu điệp đã thành công liền vung một đường kiếm ngang những con heo liền lập tức tan biến tiểu điệp đã hành động xong liền quay về sau nói với tiểu ba tiểu ba trị thương quá mức rất dễ thu hút kẻ địch tấn công cậu nếu không phải mình hấp chúng nhanh thì chúng sẽ đánh cậu đó. Thế nên cứ bảo vệ đằng sau mình đi. Tiểu ba liền đồng ý. Ok. Sâu bên trong vườn dưa. Một con heo rừng chúa lên tiếng. Ôn oh, ao oh, thế là có chuyện gì sao người lại bị thương thành như thế rồi. Vân Thiên lúc này đã trở thành một con heo nhỏ chỉ biết đứng kêu ếch. Một con heo rừng đang bị thương hỏi. Gây chuyện. Con heo rừng chúa trở nên vô cùng giận dữ. Nó triệu tập hết những con heo rừng để xử lý tiểu điệp và tiểu ba dám dở thói ngang ngược trên địa bàn của ta ư, đi xử lý hai đứa đó. Tiểu Điệp và Tiểu Ba đã thấy con heo rừng chúa. Trong lúc Tiểu Ba vẫn còn hơi bất ngờ thì Tiểu Điệp lại vô cùng vui sướng. Tiểu Ba nhanh nhìn kìa là một con quái tinh anh. Tiểu Điệp cười nói trong lòng vui vẻ. Tốt quá, quả nhiên là trong thôn tân thủ có quái tinh anh. Chúng ta sắp có thêm trang bị rồi. Trái ngược với vẻ vui sướng của Tiểu Điệp, Tiểu Ba lại vô cùng lo lắng nhắc nhở. Tiểu Điệp cẩn thận đấy, trừ quá tinh anh ra thì vẫn còn một con heo rừng khác nữa. Gió đã bắt đầu kéo tới. Con heo rừng chúa và một con heo rừng nhỏ đang đứng trước mặt tiểu điệp và tiểu ba nhắm về phía hai cô. Hai con heo đột ngột lao vào. Những bước chân nặng trịch chạm vào mặt đất nghe tiếng bịch bịch. Con heo rừng chúa đã phóng thẳng về phía tiểu điệp. Nhưng tiểu điệp đã nhanh trí dùng kiếm chặn lại cái ngà của nó đang tấn công mình. Con heo rừng chúa lại sử dụng chiêu khác. Quay mông lại hút tiểu điệp ra xa con heo rừng chúa ra lệnh cho heo nhỏ lông đen nhanh ra tay đi cùng nhau xử lý hai đứa này con heo rừng chúa nhắc nhở thật kỹ đứa đẹp với ngực bự thì để cho ta còn quần áo của chúng thì cho ngươi con heo rừng nhỏ cũng chính là vân thi liền cảm thấy khó xử hở thế há chẳng phải là mình lỗ to sao thôi thì giả tò tí te vậy dù gì cũng không đánh lại thế rồi vân thiên giả bộ ngã lăn quay ra đất kêu thảm thiết á à, tôi tỏ tí te rồi con heo rừng chúa nhìn qua một cái là biết vân thi đây cố tình thì nó vô cùng tức giận hai mắt đỏ ngầu gào lên đồ phản bội tiếp sau đó là một trận hỗn chiến của tiểu điệp và con heo rừng chúa cả hai đánh nhau kịch liệt vang lên những tiếng bạc bốp bịch sau một khoảng thời gian thì cuối cùng tiểu điệp cũng có thể hạ được con heo rừng chúa nó nằm bất động cả người sắp tan biến tiểu điệp thì vui mừng oa wow, cuối cùng cũng hấp được rồi tiểu điệp nói với tiểu ba tiểu ba giáp phải bảo vệ chân của cậu sau đó tiểu điệp ấn vào hệ thống có hiển thị đang truyền đi để truyền giáp vải cho tiểu ba mặc vào đi đừng có suốt ngày mặt mỗi cái quần chạy lung tung nữa tiểu ba nghe vậy thì hết sức xấu hổ mắng tiểu điệp tiểu điệp thúi rõ ràng là mình có mặc váy mà còn vân thiên từ nãy đến giờ vẫn đang giả tò tí te thấy tiểu điệp và tiểu ba mãi vẫn chưa đi thì hơi khó chịu chia trang bị xong thì đi nhanh đi chứ giả to tí te nãy giờ khó chịu lắm rồi đó nhưng thật không may cho vân thiên tiểu điệp đã phát hiện ra con heo nhỏ nãy giờ vẫn đang giả tò tí te tiểu điệp đi lại chỗ vân thiên ánh mắt nguy hiểm nói con heo đần giờ tới lượt ngươi rồi vân thiên trở nên sợ hãi cái ả ngu ngốc này không tha cho mình luôn ư tiểu điệp lập tức phóng lên chĩa thẳng mũi kiếm về phía vân thiên khiến vân thiên vô cùng sợ hãi biết mình không phải là đối thủ của tiểu điệp vân thiên liền đơm đầu mà chạy nhưng đã không kịp tiểu điệp lập tức phóng lên kiếm đã đánh thẳng vào đầu của vân thiên Vân Thiên kêu lên đau đớn, thanh máu đã tụt xuống không phanh, còn tiểu điệp thì đứng đấy và vô cùng đắc ý. Vân Thiên bị đánh đau quá đã có phần tức giận, cô à kia, cô chọc giận tôi rồi đấy. Vân Thiên liền sử dụng kỹ năng tấn công, lập tức hướng về tiểu điệp mà lao vào. Tiểu điệp bị tấn công bất chợt thì la lên, hư á, đau quá. Cú tấn công vừa nãy khiến tiểu điệp ngã ngồi xuống đất, cô nhìn Vân Thiên nói, con heo thối tha này. Vân Thiên vừa nãy lao thẳng vào ngực tiểu điệp lúc này thì hơi xấu hổ đỏ mặt, qua thu hoạch bất ngờ. Điều này khiến cho Vân Thiên phụt cả máu mũi, nhưng Vân Thiên lại nghĩ trong lòng, cũng đáng giá lắm. Tiểu điệp lúc này đã vô cùng tức giận hét lên với Vân Thiên, con heo thối, còn dám nhìn. Tiểu điệp đã lấy lại lợi thế lập tức chĩa thẳng mũi kiếm về đầu của Vân Thiên. Xem đây, cú đánh bất ngờ khiến Vân Thiên chóng váng. Thanh máu đã tụt xuống chỉ còn một vạch. Vân Thiên thấy sự sống còn của mình đã treo lơ lửng trên cành cây thì hai mắt đã chuyển sang hình viên đạn. Mũi thở phì khói vô cùng tức giận. Cô ả à này đánh mình còn lại có một vạch máu. Mình sẽ không thương hoa tiếc ngọc nữa đâu. Vân Thiên lập tức sử dụng kỹ năng heo con tấn công. Vân Thiên lao thẳng về phía tiểu điệp một lần nữa với tốc độ chóng mặt khiến tiểu điệp không đỡ kịp. Thanh máu đã tụt xuống. Tiểu điệp chỉ biết tức giận la to. Con heo thối này. Vân Thiên lại thừa thắng xông lên sử dụng tiếp kỹ năng heo con đạp đạp mà tấn công cú đạp khiến tiểu điệp khó đỡ được. Nhưng rất may tiểu ba ở bên ngoài đã kịp lúc hỗ trợ. Tiểu điệp cố gắng lên. Thanh máu của tiểu điệp trong phút chốc đã đầy trở lại. Điều này khiến Vân Thiên vô cùng ngơ ngác. Tiểu điệp từ ban nãy đến giờ bị tấn công lửa giận đã tăng cao. Lúc này còn vừa được hồi máu liền ra sức tấn công Vân Thiên. Tỏ tí te đi. Vân Thiên liền ngã xuống. Nếu không có cô ả vú em đó. Thì chắc chắn mình sẽ thắng. Vân Thiên vừa nói xong thì thanh máu cũng đã không còn một vạch nào tiểu điệp đã chiến thắng. Hệ thống hiển thị ra heo nhân một đồng xu nhân hai. Tiểu điệp liền nói với tiểu ba, tiểu ba không phải cậu muốn học may vá sao, vừa hai tấm da của con heo này đưa cậu. Tiểu điệp vừa chiến thắng xong còn có thêm được đạo cụ thì vô cùng vui vẻ. Hi hi con heo ngu ngốc này cũng có ít tác dụng đó chứ. Tiểu ba bên ngoài cũng vui vẻ theo. Ừm ừm. Vân Thiên trong hình hài con heo đã biến về trở thành người. Người Vân Thiên đang lơ lửng trong một không gian lúc ban đầu chúa tể và tinh linh nhìn vân thiên tinh linh có phần bất ngờ hùng không phải nhóm dữ liệu này đã đầu thai thành heo rừng rồi sao sao lại xuất hiện ở đây nữa rồi chúa tể khuôn mặt luôn nghiêm túc hỏi ngươi biết vì sao không tinh linh hơi khó hiểu theo lý mà nói sau khi heo rừng bị hấp thì nhóm dữ liệu của nó sẽ được tổng hợp làm mới lại trở thành quái vật mới và được sinh ra lại ở bản đồ mới đúng chứ tinh linh vô cùng thắc mắc nhưng tại sao lại sinh ra trong điện thần vô thức của chúng ta chứ nhưng chúa tể có vẻ không quan tâm mấy giao hết trách nhiệm cho tinh linh mỗi ngày ta đều bận trăm công nghìn việc lấy đâu ra hơi sức quan tâm mấy chuyện vụn vặt này chứ ngươi tự xử lý đi tinh linh liền nghe lệnh đáp vâng vậy rồi sẽ để cậu ta sống lại làm heo không thời hạn thiết lập phương hướng dữ liệu chúa tể cũng đồng ý ừm lúc này một luồng sáng xanh đã chiếu xuống làm vân thiên bay thẳng ra khỏi không gian này lúc sáng xanh đã chiếu vào con heo con đã bị tiêu diệt lúc nãy Lúc này Vân Thiên cũng đã tỉnh dậy. Tiểu gia ta sống lại rồi đây. Quan gia ngõ hẹp mà. Khi nào thì hiện ra kỹ thuật thực thụ đây. Lúc này Tiểu Điệp vẫn còn đang mải mê chiến đấu với đám heo rừng khác để hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Điệp nói với Tiểu Ba. Tiểu Ba hấp thêm một nhóm heo rừng nữa thì có thể bàn giao nhiệm vụ rồi. Hiện giờ tỷ giá đồng vàng của khu đấu giá là bao nhiêu? Tiểu Ba trả lời. Một chia 76. Một đồng vàng có thể đổi được 76 tệ tiểu tiểu điệp vui vẻ vì ngày hôm nay đã có thể đổi được nhiều vàng tốt quá hôm nay đánh đủ số đồng vàng thì chúng ta có thể ăn thịt rồi nghe tới ăn thịt tiểu ba cũng vô cùng phấn khích ừm ừm mình muốn ăn thịt kho tiểu điệp tự cổ vũ cố lên đánh đủ hai đồng vàng thì ăn cá nấu chua cũng không thành vấn đề tiểu điệp tiếp tục nói với tiểu ba đang đứng ở đằng xa tiểu ba cậu chịu thành tổ đội với mình thì chắc chắn mình sẽ để cậu sống những ngày tháng sung sướng tiểu ba nghe vậy thì vui vẻ lắm Cô cười tươi. Ừm. Đột nhiên Vân Thiên bỗng lao vào. Tiểu Điệp không kịp phản ứng liền né ra. Tiểu Ba cũng chưa kịp hiểu gì. Vân Thiên thì điên cuồng mà lao tới trước. Tiểu Ba bị lợn rừng Vân Thiên nổi điên dí cho hét lớn. Chỉ biết bỏ chạy. Tiểu Điệp thấy Tiểu Ba bị đuổi nổi giận đùng đùng. Khốn khiếp. Cô cầm kiếm đuổi theo tấn công lợn rừng. Tung một chiêu dứt khoát khiến nó lập tức cạn máu lăn quay ra đất đang xuất luôn. Tiểu Ba quay lại mới thấy quen mắt hỏi. Con lợn hoang này sao nhìn quen thế nhỉ? tiểu điệp gạt đi có gì mà quen chỉ là hai đồng và một tấm da lợn thôi mà một luồng ánh sáng chiếu thẳng từ trên trời xuống lần này vân thiên vẫn là kiếp làm lợn rừng vừa mở mắt ra đã thấy nguyên một đàn lợn hung tợn đằng đằng sắc khí làm cậu tỏ tí tay khiếp một con lợn mặt sẹo lên tiếng trường nha lão đại đã hy sinh rồi kể từ bây giờ hắc mau lão đại sẽ trở thành thủ lĩnh của chúng ta lật đổ sự thống trị của loài người cả đàn lợn tung hô dưới lá cờ bay phấp phới đúng hắc mau lão đại vạn tuế vạn tuế như đúng là oan gia ngõ hẹp tiểu diệp lại một lần nữa xuất hiện lợn hoang mở hội à hấp hấp sạch toàn bộ vân thiên nghĩ trong đau đớn còn chưa kịp lên cấp đã bị làm thịt rồi lại một chiêu hết sạch máu lợn rừng ôn hận quyết tâm lần sau mình nhất định sẽ hấp lại trời đã chuyển tối tiểu điệp nói với tiểu ba hôm nay thu hoạch không nhỏ nhỉ tiểu ba đáp có hai đồng vàng à rồi tiểu điệp rủ tiểu ba offline để đi ăn cơm. Vân Thiên một lần nữa hồi sinh, hai nữ ma đầu kia không ở đây nữa, quá tốt rồi. Hai cô gái sau đã xuống phố để đi ăn tối. Đi qua một tiệm bánh ngọt, tiểu điệp thèm nhỏ rãi, nhất định là rất ngon. Tiểu ba vội ngăn lại, tiểu điệp, sắp phải nộp tiền thuê nhà rồi, chúng ta, ăn cơm hộp thôi nhé. Tiểu điệp khóc ròng, ừ, đi ăn cơm hộp thêm sườn lợn thôi. Tiểu ba lại hỏi, sau khi ăn xong chúng ta đi đâu luyện cấp đây? Hiện giờ chúng ta đã lên cấp 10 rồi. Có hấp lợn hoang cấp 10 nữa cũng không kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm. Chúng ta tới bản đồ sâu hơn trong thôn tân thủ luyện cấp đi. Tiểu điệp mặt đầy nguy hiểm. Không, chúng ta hấp lợn hoang có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Hơn nữa cậu không thấy hấp lợn hoang rất đã à. Ở bệnh viện, các bác sĩ đang quan sát tình hình của Vân Thiên. Tiến sĩ nói, phu nhân, tạm thời không nên nói chuyện này cho tiểu thư thanh tuyết thì hơn phu nhân thắc mắc tại sao vậy tiến sĩ ông đáp bất ngờ là dữ liệu sóng não của vân thiên không có liên kết tới kho dữ liệu người chơi lại bị hệ thống dẫn vào kho dữ liệu lớn hiện tại chúng tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu cũng không biết cậu ấy đã trải qua điều gì trong trò chơi phu nhân lo lắng ý thức của thằng bé đã tỉnh lại chưa hiện tại xem ra đó chỉ là một dao động yếu ớt không quá rõ ràng nếu tình trạng này cứ diễn ra có lẽ cậu ấy sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy ông đáp Phu nhân nghe vậy lo đến ngây người. Ông nói tiếp, tiếp tục bảo mật, đừng để cô ấy biết được, có thể thời gian trôi qua, tiểu thư Thanh Tuyết cũng sẽ dần quên, sẽ cảm thấy khá hơn một chút, hy vọng là vậy. Tại thôn Lạc Hà, một cô gái xinh đẹp trong tay cầm vũ khí là một chiếc rìu đang đi trên đường. Mộ Tên Giang Hồ mặt đầy sẹo đứng ra ngáng đường cô, theo sau là mấy tên đàn em, hắn nói, "Người đẹp, tổ đội với chúng ta không? Ta còn ba người bạn nữa, một cung thủ một pháp sư và một mục sư, thêm cả cô nữa thì vừa đủ 5 người. Chúng ta có thể tới rừng rậm cày quái ngã lang cấp 15, trong vòng một ngày là có thể rời khỏi thôn tân thủ rồi. Cô gái lạnh lùng đáp, cảm ơn, không cần đâu. Tên kia gọi với theo, đợi đã, người đẹp. Hắn lại tiến lại gần cô vừa cười vừa chỉ vào mặt mình hỏi, cho dù không luyện cấp cùng, thì thêm bạn có được không? Cô có bạn trai chưa? Nếu như cần bạn trai, thì cô xem ta thế nào? Cô gái không thèm phí lời giáng thẳng một đòn vào người hắn. Cút ngay. Linh thuật xung kích của cô gái khiến cho mặt đất bị phá hủy cày sâu một đoạn dài. Cả người tên kia bị ghim chặt vào gốc cây không còn nhúc nhích. Bọn đàn em kinh hãi gọi. Lão Tam. Một tên nhận ra chiêu thức vừa rồi hét lớn. Đừng trêu vào cô ta. Đây là linh thuật xung kích. Kỹ năng cấp 12. Cô ta đã lên cấp 12 rồi. Loại người này. Không thể trêu vào được. Cô gái rời đi. Mấy tên thì thầm trong góc pháp sư cấp 12. Không phải thanh tuyết đứng đầu bảng xếp hạng thôn tân thủ kia đấy chứ. Xuyệt, cấp bậc của chúng ta quá thấp, không thể xem được tên và cấp bậc của cô ta. Thanh tuyết một mình lang thang trong rừng tối, lòng đầy bất an. Vân Thiên, rốt cuộc anh đang ở đâu? Em nhất định sẽ tìm thấy anh, đưa anh về nhà. Ở một nơi nào đó Tiểu Điệp và Tiểu Ba lại đang tiếp tục hấp lợn rừng. Tiểu Ba cổ vũ, Tiểu Điệp cố lên. Lần lượt từng con lợn ngã xuống, trong đó có Vân Thiên. Cậu chỉ biết oán trách số phận. Tại sao người bị thương luôn là mình? Một đêm trôi qua. Tiểu điệp mệt mỏi ngáp ngủ. Đã trả nhiệm vụ vô số lần rồi. Cũng kiếm được 13 đồng vàng. Tiểu ba, mau đi gửi bán đi. Chúng ta sắp phát tài rồi. Vân Thiên trong thân xác lợn rừng mừng phát khóc. Cuối cùng cũng không cần tỏ tí te nữa. Tại kho dữ liệu lớn, tinh linh hệ thống đang báo cáo. Chủ thần đại nhân tôn kính. Dựa theo quy tắc của kiếm vũ, sau khi số lần tử vong của một NPC đạt tới một con số nhất định thì phẩm cấp của NPC đó có thể được tăng lên. Hiện giờ đã xuất hiện rồi, có một chuỗi dữ liệu đã bị hấp 150 lần. Chủ thần đại nhân ngạc nhiên hỏi, "Ồ, là dữ liệu gì mà qua một đêm đã bị hấp 150 lần?" Tinh linh đáp, "Chính là chuỗi dữ liệu xuyên vào kia, lợn rừng lông đen tại nông trường dưa chuột." Đại nhân trả lời, "Thế à, được thôi, vậy thì cài lại dữ liệu để chuỗi dữ liệu này tái sinh trở thành sinh vật boss đầu tiên của thôn lạc hà này đi nếu lại bị hấp nữa hãy để hắn tăng lên sinh vật cấp cao hơn tinh linh hệ thống nhanh chóng nhận lệnh vâng thưa chủ thần đại nhân một luồng ánh sáng màu vàng kim chiếu dẹt xuống mặt đất lần này vân thiên đã tái sinh thành vua lợn hoàng kim cấp 15, boss cấp thanh đồng cơ thể to lớn trông rất hung tợn cậu hét lên sung sướng tuy rằng mình không biết mình là ai nhưng lần này mình sẽ không bị người khác hấp nữa. Sau khi đã được thăng cấp 15, trở thành vua lợn hoàng kim, Vân Thiên dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Vân Thiên vẫn bị Tiểu Điệp và Tiểu Ba vây bắt. Tiểu Ba một bên thủ thế một bên gọi Tiểu Điệp. Tiểu Điệp mau tới phi châm của tớ đánh trúng boss rồi. Cậu mau hấp nó. Tiểu Điệp nghe vậy thì hết sức hào hứng liền phóng lên cao tạo nên một vùng gió xoáy chuẩn bị đơm thẳng xuống Vân Thiên. Tiểu Điệp đơm thẳng xuống, cú va chạm mạnh khiến cho Vân Thiên bị lùi về sau một khoảng rất xa. Kỹ năng mà Tiểu Điệp vừa dùng chính là kỹ năng khiêu khích. Vân Thiên bị lùi một khoảng khá xa dần trở nên tức giận. Vân Thiên nhíu chặt mày, đôi mắt tức giận hình viên đạn, dám khiêu khích ta ư? Lúc này Tiểu Điệp đã chuyển sang kỹ năng phòng ngự, còn Vân Thiên từ đằng xa chuẩn bị lao thẳng vào. Thuẫn giáp. Vân Thiên đã đơm tới, cả hai lúc này sáp lá cả với nhau. Tiểu Điệp ra sức phòng ngự nhưng lại hơi đuối thế. Tiểu Điệp hô to, Tiểu Ba mau hồi máu cho tớ. Tiểu Điệp tiếp tục ứng phó dùng một thanh kiếm chén thật mạnh xuống đầu Vân Thiên rồi nói, đây là một con boss cấp thanh đồng đó. Cuộc chiến vừa nãy khiến cho con thiên lùi ra xa tiểu ba đứng ở bên ngoài đã bắt đầu truyền máu, hồi phục. Tiểu điệp vừa đánh Vân Thiên vừa nói với tiểu ba một cách rất hào hứng, lỡ như rơi ra trang bị thanh đồng chúng ta sẽ phát tài rồi. Tiểu điệp rất vui khi nhìn thấy thanh máu của Vân Thiên còn lại chưa tới phân nữa hô lên, nó sắp tỏ tí te rồi. Bỗng nhiên một mũi tên từ đâu phóng tới đơm thẳng vào tiểu điệp cú đơm mạnh khiến cho tiểu điệp bị thương nghiêm trọng thanh máu đã giảm hẳn xuống chỉ còn nửa thanh. Có một đám người từ đằng xa đi tới. Hồi cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy con boss sắp thanh đồng duy nhất trong bản đồ này. Người đẹp con boss này là của chúng ta rồi. Người dẫn đầu đám người này chính là đội trưởng lôi thần. Cận vệ của hắn ta đứng kế bên nói. Thật là ngại quá công hội vũ thần chúng ta muốn con boss này. Người đi đi. Tiểu điệp nghe bọn chúng nói những điều hết sức vô lý thì tức giận gắt lên. Chúng ta phát hiện boss trước cũng là người đánh nó gần tò tí te trước, dựa vào cái gì mà phải nhường cho các ngươi." Lôi Thần khuôn mặt đắc ý không để Tiểu Điệp vào trong mắt nói một cách ngang ngược, "Dựa vào thanh kiếm trong tay ta đủ chưa?" Tên cận vệ kế bên cũng tiếp lời, "Nhóc con mau cút đi, nhân lúc chúng ta chưa muốn biết ngươi thì mau đi đi." Tên cận vệ tiếp tục đe dọa, "Nếu không boss cũng mất đến bản thân ngươi cũng phải ở lại." Tiểu Điệp lúc này không thể nào tức giận hơn nữa đen mặt, tức đến run người, "Cướp bóc, khốn nạn!" lôi thần lúc này cũng đã dơ thanh kiếm lên hắn ra lệnh lão tam các ngươi kiềm chế boss lão tứ và ta đi giải quyết con nhóc kia đã nghe được lệnh tất cả mọi người đều xông lên những tên đó ra sức dùng tuyệt chiêu của mình nhắm về phía tiểu ba và tiểu điệp thoáng một cái mà thanh máu của hai cô chỉ còn lại bằng không hệ thống hiển thị over vân thiên thấy bọn chúng đang nhắm về phía mình thì nghĩ dù sao hai bên đều không phải người tốt hấp được tên nào hay tên ấy Vân Thiên dùng sức mạnh của mình thế mà lại có thể hấp được hai tên đang xông về phía mình một cách dễ dàng, sau đó quay đầu chạy đi. Tên lôi thần nhắm về phía Vân Thiên đơm một kiếm, đi tò tí te đi, hệ thống hiển thị đầu khôi thanh đồng cộng một. Lôi thần đứng trên bục cao đơm kiếm xuống nói, sắp tò tí te mà còn kéo theo hai huynh đệ của ta, tò tí te như thế quá lợi cho người rồi. Từ trên trời bỗng nhiên có hai luồng sáng xanh chiếu thẳng xuống đất, có tiếng la thất thanh, a a a a. Tiểu Ba vô cùng tức giận nói: Khốn kiếp khốn kiếp cái tên Lôi Thần vô sĩ kia dám biết hai chúng ta luôn. Hư Công hội Vũ Thần này tiếng xấu vang xa, rất nhiều tân thủ trong thôn Lạc Hà đều từng bị họ bắt nạt. Tiểu Điệp lúc này cũng đã tức lắm rồi, cả người như rực lửa, tức tò tí te tớ rồi, DECEPT bậc của tớ lên, trang bị cũng mạnh hơn. Tiểu Điệp dùng hết sức hét lên, cả người phừng ra lửa giận, nhất định tớ sẽ hấp sạch người của công hội võ thần từ trên xuống dưới một lần mới hả giận. Tiểu Ba nghe Tiểu Điệp nói thế cũng hừng hực ý chí quyết tâm, "Ừm, chúng ta cùng cố gắng, đầu tiên chúng ta phải luyện cấp lại đã nếu không chúng ta sẽ không ra khỏi thôn Tân Thủ được đâu." Tiểu Điệp lên giọng khí thế, "Được đi luyện tập." Hệ thống lúc này đang xảy ra một vấn đề gì đó. Vân Thiên thế mà lại về hình dạng con người và đang ở một không gian khác. Mở mắt ra Vân Thiên hơi bất ngờ, rốt cuộc mình làm sao thế này? Vân Thiên trở nên hoang mang vì không nhớ gì cả, hai tay vò đầu tự hỏi mình là ai mình tại sao lại ở đây đây là đâu mình là ai bỗng nhiên có một giọng nói của một cô gái vang lên vân thiên vân thiên điều đó làm cho ý thức của vân thiên trở lại đúng đúng rồi mình là mình là vân thiên vẫn chưa hết khỏi hoang mang vân thiên tiếp tục tự hỏi nhưng vân thiên lại là ai giọng nói đó cô ấy là ai cô ấy là gì của mình tinh linh hệ thống xuất hiện và bay lại chỗ vân thiên tinh linh hỏi ngươi biết tên mình là gì chưa Vân Thiên với khuôn mặt hốt hoảng hoang mang lo sợ trả lời. Tôi tên là Vân Thiên. Tinh tinh hệ thống đanh mặc nói. Không ngươi chỉ là một kẻ vô danh một chuỗi dữ liệu sai lầm mà thôi. Ngươi hoàn toàn không cần phải biết mình là ai. Nếu ngươi đã không thể làm boss. Bóng một luồng sáng xanh đột nhiên xuất hiện trong không gian xoẹt một cái phóng thẳng xuống chỗ Vân Thiên. Tinh linh hệ thống nhìn luồng sáng xanh cứ thế mà phóng thẳng vào Vân Thiên nói. Vậy thì tiếp tục trở thành quái NPC randomly. Trời đã tối tại dốc Bách Lý. Tiểu Ba và Tiểu Điệp đang nhìn lên một hố không gian kỳ lạ đang xuất hiện. Cả hai tiếp tục quan sát. Bỗng nhiên cái hố không gian ấy xuất hiện một luồng sáng xanh chiếu hẳn xuống mặt đất làm xuất hiện một đàn sói. Tiểu Ba hơi hoảng hốt, "Tiểu Điệp là đàn sói nhiều quá." Tiểu Điệp ở kế bên trấn an, "Đừng sợ." Tiểu Điệp cười trong sự lo lắng nói, "Tham lang cấp 18 vừa hay phù hợp với cấp bậc hiện giờ của chúng ta. Không còn cách nào khác khu luyện cấp 15, 16 tao cho kín người rồi chúng ta chỉ thành mạo hiểm tìm cơ hội thôi." tiểu ba tay cầm chặt gậy trả lời một cách ấp úng. Ừm. Từ đằng xa có một người thanh niên xuất hiện nói với hai cô, người mạo hiểm trẻ tuổi. Người này chính là một NPC, hắn ta chĩa thẳng kiếm về phía hai cô hỏi, "Các ngươi bằng lòng giúp ta một chuyện không?" Cảm thấy không giúp là không được tiểu điệp là giơ tay hô to, "Bằng lòng." Hắn ta có vẻ hài lòng, "Được." NPC này là một người thanh niên trẻ tuổi với một đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một tia sáng xanh, hắn ta nghiêm túc nói, Dốc Bách Lý vốn là con đường giao thông quan trọng của đế quốc chúng ta rất nhiều vật tư đều đi qua nơi này. Nhưng tuần sau khi đàn sói chiếm lĩnh nơi này mọi người đều không thể đi qua đây được nữa ta hy vọng các ngươi có thể hấp một 000 con tham lang. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ này ta sẽ trao cho các ngươi phần thưởng vô cùng phong phú. Ngoài ra thanh kiếm này cũng sẽ thưởng cho các ngươi. Tiểu Điệp nghe vậy thì bất ngờ. Kiếm. Chỉ cần nghĩ tới thanh kiếm này chính là thanh đồng bạch sĩ kiếm cấp 18. Tiểu Điệp hai mắt sáng rực liền trở nên phấn khích. Được chứ, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tiểu Ba có vẻ cũng đồng ý cười híp mắt, xuất một ánh sáng xanh vụt qua. Con Tham Lang hồi sinh nó thầm nghĩ lần này nhất định sẽ không bị đánh bại nữa. Vân Thiên trong hình hài con Tham Lang cay cú nghĩ giờ mình là một con sói chắc chắn sẽ không ăn phân lần nào nữa. Tiểu Điệp và Tiểu Ba thấy con Tham Lang lòng vui sướng nghĩ sẽ được nhận nhiều tiền từ nó lắm đây. Tiểu Điệp quay qua nói với Tiểu Ba, "Tối nay chúng ta luyện cấp ở đây đừng đi đâu nữa nhé." Tiểu Ba khẽ gật đầu vân thiên có chút bối rối sao nữ ma đầu lại ở đây thôn tân thủ nhỏ vậy ư không được mình phải ra tay tuyệt đối không được bại nữa anh lao tới từ trong bụi cây khi tiểu điệp đang tiêu diệt đồng loại của mình anh nghĩ đây là thời cơ tốt để tấn công xoẹt một tiếng vân thiên trong hình hài con tham lang lao ra chờ chết đi tiểu điệp cảm nhận được đằng sau với sức mạnh của cô chỉ cần vung tay bốp một tiếng vân thiên đã ngã ra đau đớn anh thấy mình tụt hẳn nửa cây máu liền sợ hãi mà chạy đi Tiểu Điệp thấy lạ quay sang hỏi Tiểu Ba. Tiểu Ba có nhìn thấy không con sói đó tự chủ động tấn công người chơi. Tiểu Ba đáp, có lẽ không cùng một loại sói. Tiểu Điệp suy nghĩ, chẳng lẽ không phải là sói. Trước đây người lớn bảo muốn biết là, chó hay sói cứ xem đuôi là biết. Dựng là sói, cụp là chó cậu xem nó cụp như vậy chắc chắn là một con chó mà. Vân Thiên nghe được cuộc trò chuyện của họ tức đến hộc máu đây không phải đà kích thể xác mà còn cả tinh thần nữa. Nói rồi anh lại lao tới chỗ hai cô gái kia nhưng chỉ một chiêu của tiểu điệp khiến anh ngã lăn quay ra tiểu điệp trói anh lại hòng muốn giết thịt anh chết và lại tới chỗ của nữ thần nữ thần ngao ngán nhìn anh rồi lại cho anh hồi sinh anh khóc ròng. sao lại là con sói này rồi một tiếng ầm xuất hiện cùng với đó là một chiêu thạch bình ngay lập tức một tử vong cộng một xuất hiện sau đó là liên tục tử vong cộng hai cộng ba xoẹt tử vong xí nghiệp tiểu đình vừa lột ra con quái mình vừa chiến được thắc mắc nói kỳ lạ thật tại sao chỉ có mỗi một con sói đuổi theo mình thôi nhỉ liệu có phải là cùng một con không? Tiểu ba liền nhìn về phía con quái đó phủ nhận. Chưa chắc đâu, có lẽ chỉ là một cơ chế trò chơi trong dốc bách lý mà thôi. Chắc là trong một khu vực nhỏ sẽ có một con sói đuổi theo cắn người chơi như châu điên chăng? Tiểu điên nghe tiểu ba giải thích như vậy liền cũng đồng tình nói. Ừm um, thế thì thật là một con tham lang bất lịch sự nhỉ. Linh hồn được tái sinh trong người con sói cũng tức không chịu được nói. Ta sẽ còn quay lại xẹt một phát hắn ta liền quay về chỗ cũ chuyển sinh thấy một tinh linh đang nằm thư thái ở đó hỏi lại tò tí tè à đúng vậy hắn ta liền khóc than cho số phận của bản thân mình tinh linh đại tỷ có thể có thể để ta trọng sinh vào một loại quái vật mạnh hơn một chút được không ta muốn đi báo thù ta không nuốt nổi cơn tức này tinh linh đại tỷ liền đồng ý với hắn rồi đưa ra yêu cầu nói có thể có điều ta hỏi ngươi ba vấn đề nếu đáp án của ngươi làm ta hài lòng ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi Tinh Linh liền hỏi những câu về cô ấy với hắn ta. Ta đẹp không? Đệ như tiên dáng trần. Dáng người ta thế nào? Đẹp nhất thế gian. Vậy thì ngươi thấy ta là người thế nào? Thanh khiết cao sang tiểu thư đại các. Tinh Linh liền cảm thấy ngại ngùng nói. Được rồi tuy ngươi rất yếu nhưng lại là một tên thông minh. Lần này ta để ngươi trọng sinh thành một con tham lang cấp tình anh khá mạnh được không? Được đa tạ. Hắn ta liền được tinh linh trọng sinh thành tinh anh thương lang mạnh mẽ trong đêm tối gào thét trong rừng rằng lần này ta tuyệt đối sẽ không ôm hận tiếc núi nữa cẩn thận thận trọng bên kia tiểu điệp vẫn đang tiếp tục chiến đấu chăm chỉ và bên cạnh còn có tiểu ba luôn trợ giúp cô ấy lột ra tiểu điền lúc này cảm thấy có gì đó không đúng ngay lập tức liền nghe thấy giọng của tên lôi thần phát lên thế giới này thật nhỏ quá đi người đẹp mộng tiểu điệp không ngờ chúng ta gặp lại nhau ở đây rồi nhất định là sự sắp đặt của số phận lãnh đạo chi bằng kết bạn với bọn họ đi tiểu điệp cho dù như thế nào cũng không đồng ý liền quát lớn lần trước làm người khác buồn nôn đi chuyện lần trước khác người biết ác ý chúng ta còn chưa tính xong đó cô ấy vẫn mạnh mẽ nói tiếp bọn chúng có cùng thu và pháp sư không đi được đâu chị đánh hấp được tên nào hay tin đấy thôi một lát nữa tớ hấp người còn cậu chạy về phía sau vụ bọn chúng vào trong đàn sói để đến soi giúp chúng ta giải quyết bọn chúng ừm còn cậu thì sao dù sao cũng phải tỏ tí te một lần nữa hấp được tên nào hay tên ấy tớ không để ý nữa tiểu điệp liền không nói nữa lập tức chiến đấu với bọn chúng Tên lôi thần cũng không đứng im ở đây mà quát lớn nói. Màu làm thịt hai người bọn họ còn nhóc này đừng đã quá như vậy rồi còn dám ra tay. Một con sói đứng trên hàng đá nhìn thấy cảnh trước mắt liền nhớ ra chuyện lần trước nói. Ô lại là đám lưu manh khốn biết ác ý kia. Trong đầu của hắn ta liền có hai dòng suy nghĩ thiên thần và ác quỷ trong đầu hắn. Phục thù hay theo đuổi chính nghĩa. Ngay lúc này thiên thần liền đấm ác quỷ rồi nói. Ra tay đi phải theo đuổi chính nghĩa ghi giải quyết đám cún kia đi thù riêng để lại từ từ rồi báo. Sau đó con chó sói màu đen liền gào lên nói, ta vân thiên vương giả của Bách Phí La đến rồi đây. Con sói Bách Phí La liền tiến tới hỗ trợ tiểu điệp đánh bại tên khốn lôi thần kia toàn thân nó tỏa ra. Ánh sáng xanh cùng với khuôn mặt hung dữ khiến anh ta nhìn tới liền hoảng hốt lùi lại về phía sau. Quả nhiên đại tỷ tinh linh không lừa cậu ta chỉ cần sử dụng một luồng sức mạnh nhỏ mà đã có thể hất văng tên lôi thần văng ra xa sau khi giải quyết xong tên khốn lôi thần liền quyết định ra phía của tiểu điền để giúp đỡ cô ấy nhìn thấy có hai tên đang chuẩn bị chiến đấu tiếp với tiểu điệp trong khi cô ấy đã kiệt sức tiểu điệp liền mệt mỏi nói to tí te tiệt dừng lại ở đây được chưa nhưng ngay lúc này con sói bách phí la liền tiến lên húc ngã một tên với sức mạnh của mình tên còn lại ngỡ ngàng hỏi chuyện gì thế này khi hắn chưa kịp định hình chuyển gì hết thì con sói bách phí la liền dùng móng vuốt tấn công tới hắn ta Tiểu Điệp ngay lập tức bất ngờ với hành động này của Bách Phí La, còn tham lang tinh anh này vừa hình như nó vừa cố ý cứu mình. Chưa kịp nghỉ ngơi thì ngay từ phía sau lưng của Tiểu Điệp xuất hiện một con quỷ ám khí muốn tới tấn công cô ấy nói, chịu to tí te đi có nhóc to tí te tiệt. Nhưng khi con quỷ đó vẫn đang bận tích tụ sức mạnh để tấn công thì Tiểu Điệp đã nhanh hơn một bước chén tò tí te con quỷ đó. Nhưng ngay khi vừa xong thì cô ấy lại bị tên khốn lôi thần tấn công từ phía sau một nhát chí mạng khiến sức mạnh tích tụ của cô ấy thâm hụt đi rất nhiều con nhóc mày kiêu ngạo quá rồi đấy. Bách Phí La biết thời cơ tấn công của mình đã tới ngay lập tức tấn công đẩy văng hắn ra xa kết hợp với tiểu điệp chén cho tên đó một nhát uỳnh một phát. Nhìn xác của tên lôi thần nằm ở dưới đất tiểu điệp vẫn không thể tin được nói. To tí te hết rồi ư. Ừ. Tiểu ba liền vội vã chạy tới nói với tiểu điền rằng. Trời ơi tiểu điệp cậu và con sói đó vừa hấp sạch cả bảy người đấy. Đáng sợ quá. Nhưng điều tiểu điệp vẫn luôn thắc mắc rằng. Con sói này tại sao lại giúp chúng ta? Ngay lúc này con sói Bách Phí la như xuất hiện định tấn công Tiểu Điệp nhưng khi cô ấy quay lại thì Bách Phí la lại ngoan ngoãn như một con cún khiến Tiểu Điệp và Tiểu Ba cũng phải thốt lên rằng. Qua đáng yêu quá. Tiểu Điệp nó đáng yêu quá đi. Ừ. Tiểu Điệp lúc này lại nói với Tiểu Ba rằng. Tiểu Bang đây có lẽ là duyên phận tớ nghĩ tớ rất có duyên với con sói tinh anh này. Có lẽ chúng ta có thể dẫn nó theo hành tẩu giang hồ như tiểu tinh linh sủng vật được không? Được chứ không ngờ ngay lúc này con sói bách phí la lại bất ngờ đè người của tiểu điệp dùng răng sắc nhọn của mình cắn cô ấy một cái cùng với đe dọa tiểu ba thế đạo hiểm ác sau khi làm xong có sói bách phí la liền chạy ra vui mừng nói v a ha 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 cuối cùng ông đây đã trả được mối thù sâu đậm này rồi vân thiên sau khi trả được thù tâm trạng vô cùng tốt lần này thật là sảng khoái cả người mà trong trò chơi có hai cách để sống lại một là trực tiếp về lại thành sống lại cách còn lại là chạy thi thể Cách này có thể sống lại tại chỗ, tiết kiệm thời gian đi đường. Một tiếng rẹt phát ra, tên Lôi Thần đã hồi sinh với một gần nửa máu. Hắn khoanh tay quan sát xung quanh, thì ra mình là người đầu tiên sống lại. Vân Thiên lao tới cắn phập vào áo choàng của hắn, đè hắn úp mặt xuống đất. Bọn đàn em cũng đã hồi sinh hét lên, "Lão đại!" Vân Thiên chỉ gào lên đã khiến bọn chúng bay màu tiếp. Mấy linh hồn đang quan sát con sói, thật là không thể tin nổi. Tên pháp sư nóng này, "Lão đại!" vừa rồi chúng ta bị một con quái vật giữ chặt thi thể rồi làm sao chuyện này có thể xảy ra được đây chỉ là một con quái vật thôi mà sao nó lại có iq cao như vậy trốn một góc chờ chúng ta sống lại tên lôi thần cũng chung suy nghĩ ta cũng không biết nữa xem ra iq của con tham lang tinh anh này không phải cao bình thường hừ chi bằng chúng ta đợi hai con nhóc kia sống lại rồi nói tiếp tên bên cạnh nói đúng vừa rồi con sói kia còn giúp hai con nhóc đó nữa không biết tại sao lại biến thành dáng vẻ hiện giờ. Chúng ta cứ ngồi đợi xem sao đi. Phía bên kia tiểu điệp đang nổi cáo, liên tục chửi rủa, hừ con tham lang bỉ ổi này. Mi lại dám ngụy trang thành dáng vẻ thân thiết như thế để tiếp cận ta, tức tỏ tí te ta rồi. Xảo quyệt, bỉ ổi, không biết xấu hổ. Tiểu ba vội vàng trấn an, ha ha, tiểu điệp, cậu đừng giận mà, giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiểu điệp vẫn còn đang cáo, đợi thôi xem người của công hội vũ thần làm ăn thế nào. Ừm, tiểu ba vui vẻ đồng ý. Một tiếng động vang trời, thình linh xuất hiện trước mặt Vân Thiên là một cái đầu rồng khổng lồ đang há to miệng khiến cậu sợ to tí te khiếp. Con rồng cắn lấy cậu, tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ trợn cả mắt. Ba chiếc đầu rồng khổng lồ tấn công Vân Thiên. Cậu bị đánh bay cày xuống đất một khoảng lớn, Vận Thiên tức giận, to tí te tiệt, là ai? Thanh tuyết bước ra, một đòn khủng khiếp trực tiếp kết liễu cậu. Phần thưởng là một đôi giày. Vân Thiên trong lúc bị văng khỏi đã nhận ra cô, hét lên, "Thanh Tuyết." Quay lại kho dữ liệu lớn, cậu đau khổ gào lên, "A à, a à, Thanh Tuyết, cô ấy là Thanh Tuyết, Thanh Tuyết của tôi." Tinh linh hệ thống tiến tới hỏi cậu, "Tiểu tử, ký ức của ngươi hồi phục rồi sao?" Cậu liên tục lẩm bẩm, trong đầu dường như nhớ ra từng đoạn ký ức nhỏ, "Tôi là Vân Thiên, cô ấy là Thanh Tuyết, tôi là Vân Thiên." Cô ấy là Thanh Tuyết. Tinh linh thở hắt. Ừ, thật tội nghiệp. Xem ra ngươi chỉ nhớ lại một phần ký ức mà thôi. Đi thôi, tiếp tục luân hồi. Hệ thống hiển thị đồng vàng cộng 10. Thanh Tuyết đã có thể tiêu diệt được hết người của công hội Vũ Thần. Bốn luồng ánh sáng xanh chiếu xuống để hồi phục cho tất cả đều sống lại. Lôi Thần bước đến chỗ Thanh Tuyết nói, pháp sư cấp 19 chỉ thiếu một cấp nữa là có thể ra khỏi thôn Tân Thủ. Cô là Thanh Tuyết trên bảng xếp hạng cấp bậc Thanh tuyết chỉ nhẹ giọng trả lời một cái. Ừ, lôi thần liền giới thiệu bản thân mình và có ý định muốn lôi kéo thanh tuyết về hội vì cô cũng là một bậc cao thủ. Ta làm minh chủ của công hội vũ thần tuy hiện tại công hội chúng ta chỉ mới thành lập. Nhưng sau này sẽ phát triển thành công hội lớn vượt quá 100 người. Thanh tuyết mỹ nữ ta thấy cô vẫn là một người chơi độc lập. Có hứng thú gia nhập vào công hội chúng ta không? Một thành viên khác trong công hội vũ thần cũng ra sức lôi kéo muốn thanh tuyết gia nhập hội. Đúng vậy gia nhập với chúng ta cùng nhau khai hoang thế nào mỹ nữ? Nhưng Thanh Tuyết ngay lập tức từ chối thẳng thừng, không cần đâu. Thanh Tuyết khẳng định chắc nịch, giọng nói và thần thái đều trở nên vô cùng nghiêm túc, ta còn việc phải làm. Thấy Thanh Tuyết muốn đi lôi thần giang một tay ra cản, có thể cân nhắc lại được không? Thấy có người muốn cản mình Thanh Tuyết như muốn nổi trận lôi đình, làm sao ngươi muốn cản ta? Thấy Thanh Tuyết đã bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu, biết mình không phải là đối thủ của cô lôi thần liền giải thích Ta ta cũng không có ý đó." Lôi Thần trở nên sợ hãi xua tay liên tục nói, "Chỉ mời rất chân thành thôi mà, nếu cô đã không có suy nghĩ này vậy thì bỏ đi. Chúng ta đường ai nấy đi, sau này có gặp nhau thì gật đầu chào một cái là được." Thanh Tuyết giọng điệu không mấy thân thiện nói, "Tránh ra ta phải đi rồi." Lôi Thần nghe vậy lập tức tránh sang một bên. "Được." Nhìn thấy bóng lưng Thanh Tuyết đã đi xa, một tên trong công hội Vũ Thần liền đánh giá cô. Thanh tuyết này thật là kiêu căng đối diện với bảy người chúng ta mà còn dám bình tĩnh ung dung như thế. Lôi thần cũng nói thêm, một trong những pháp sư mạnh nhất thôn Lạc Hà nghe nói hôm qua đã mấy lần biết giã ngoại. Khuôn mặt lôi thần trở nên khó coi, thậm chí ngay cả mấy cao thủ của công hội top 10 của cả nước còn không phải là đối thủ của cô ta. Tên mặc áo giáp cũng có vẻ dè chừng thanh tuyết, cô gái này cô ta đẹp thật nhưng lại mạnh như thế. Lôi thần có chút tức giận bởi vì vừa đánh không lại một cô gái, muốn cô ta gia nhập hội thì cô ta thẳng thừng từ chối không chút do dự hắn đành bỏ đi ra lệnh cho tên mặc áo giáp đi thôi chỗ này không nên ở lâu trên trời xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh tiểu điệp và tiểu ba dường như nãy giờ đã quan sát hết được trận đấu tiểu ba hỏi tiểu điệp cô gái xinh đẹp vừa rồi mạnh thế sao tiểu điệp hai tay chống nạnh trả lời ừ pháp sư có cấp bậc cao nhất thôn lạc hà tiểu điệp tiếp tục nói cho tiểu ba nghe về sức mạnh của thanh tuyết nhất định cũng sẽ là người đầu tiên đi ra khỏi thôn tân thủ người chơi cận chiến thông thường hoàn toàn không thể tiếp cận cô ấy tiểu điệp nói một lời chắc chắn đầy tự tin có điều sẽ có một ngày tớ cũng sẽ mạnh như cô ấy tiểu ba giờ cũng không biết làm gì liền hỏi ừm ừm giờ chúng ta làm gì đây tiểu điệp quay mặt lại trả lời tiếp tục hấp sói thôi làm xong nhiệm vụ của chúng ta rồi nói tiểu ba cười híp mắt vui vẻ trả lời ừm được về phần vân thiên ở chỗ tiến sĩ vẫn đang ở trong chiếc hộp ấy Thanh Tuyết đến thăm Vân Thiên đứng nhìn từ bên ngoài cửa kính đau lòng nói: "Vân Thiên em sắp lên cấp 20, sắp phải ra khỏi thôn Tân Thủ rồi, nhưng anh đang ở đâu?" Thanh Tuyết nói ra những lời như là lời cầu khẩn đối Vân Thiên vậy, "Nếu anh có thể nghe thấy thì mau tới tìm em đi được không?" Thấy Thanh Tuyết đau lòng như thế mẹ cô lại đặt tay lên vai an ủi, "Thanh Tuyết đừng quá lo lắng, nhất định Vân Thiên sẽ khỏe dần lên mà." Thanh Tuyết vẫn không yên tâm quay lại hỏi tiến sĩ một cách gấp gáp, "Tiến sĩ rốt cuộc Vân Thiên đã xảy ra chuyện gì trong trò chơi?" chẳng lẽ với năng lực của mình ông cũng không thể trực tiếp đọc tư liệu của anh ấy ư ông ta liền trả lời không thể thưa đại tiểu thư tiến sĩ tiếp tục giải thích cho thanh tuyết hiểu tư duy và ý thức của văn thiên tương đối yếu ớt yếu ớt tới mức chỉ chớp mắt là có thể tiêu tan lúc này chỉ có thể đợi cậu ấy tự hồi phục chúng ta không thể sử dụng biện pháp bên ngoài can dự vào cậu ấy cô đã hiểu chưa thanh tuyết nghe vậy chỉ biết cắn răng ấp úng ôi thu xương mộ lâm nằm ở biên giới phía nam của thôn lạc hà cũng là một trong những bản đồ có độ khó cao nhất của thôn tân thủ người chơi có thể tới thu xương mộ lâm cơ bản đều là những người đứng đầu server một luồng ánh sáng xanh chiếu xuống thu xương mộ lâm ở dưới mặt đất bỗng xuất hiện một vết nứt bất thường từ ở dưới vết nứt ấy bỗng thò lên một cánh tay kỳ dị rồi một thân thể hoàn chỉnh đã trồi lên khỏi mặt đất nhưng đây lại là một bộ xương bộ xương này không ai khác mà chính là vân thiên biến thành Vân Thiên nhìn xuống tay chân mình hoang mang. Sao mình lại? Vân Thiên chợt co người vì một luồng gió sượt qua. Xong rồi đến cả 30 cũng biến mất tiêu. Vân Thiên bỗng nhiên đơm đầu chạy thật nhanh đến một dòng sông gần đó. Mình biến thành cái gì vậy trời? Vân Thiên chống tay cúi người xuống mặt nước để xem hình dạng của mình bây giờ. Bây giờ cậu đã biến thành lính xương khô cấp 22, một trong những quái vật cấp cao của thôn Tân Thủ. Vân Thiên có phần thất vọng, lần này thế mà lại biến thành một con lính xương khô chẳng thèm nhìn hình dạng của mình nữa vân thiên ngã người chống tay ra đằng sau nhớ lại thanh tuyết mình vừa nhìn thấy thanh tuyết xong bỗng từ đằng sau vân thiên có tiếng nói này xương khô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa chuẩn bị nghênh chiến với chúng ta đi thì ra bọn chúng cũng là một đám xương khô nghe nói loài người lại tổ chức một tiểu đội mạo hiểm sắp sửa tấn công vào thu xương mộ lâm chúng ta cần phải bảo vệ gia đình của mình vân thiên cũng đồng ý với bọn chúng được chúng ta đi tất cả đám xương khô đang núp sau một bụi cây ngoài trời thì hoang vu vắng vẻ. Một lúc sau thì thấy lôi thần dẫn đoàn công hội vũ thần tiến đến thu xương mộ lâm. Chỗ này chính là thu xương mộ lâm rồi nghe nói là nơi rơi ra trang bị bạch ngân. Lôi thần tiếp tục nói với đám người phía sau. Thời gian tiếp theo chúng ta sẽ ở đây cho đến khi ra khỏi thôn tân thủ mới thôi. Một tên trong công hội vũ thần liền lên tiếng. Lão đại phần lớn người chơi rất nhanh đã lên tới trên cấp 18 rồi. Người tới thu xương mộ lâm sẽ ngày càng nhiều. Lôi thần trả lời, bởi vậy chúng ta cần phải nắm chắc thời gian đêm nay thức đêm tấn công thu xương mộ lâm sáng mai." Hắn ta cười một cách đắc ý rồi nói, "Ta hy vọng trên người mỗi người các ngươi đều có ít nhất hai món trang bị bạch ngân trở lên." Tên mặc áo choàng cũng vui mừng nói, "Cứ như thế không những chúng ta có thể bù đắp cấp bậc bị hấp trước đó, còn có thể thăng cấp trang bị quá tốt rồi." Lôi thần nói trong giọng có vô vàn sự tự tin, "Không sai chắc hẳn chúng ta là nhóm người đầu tiên tới thu xương mộ lâm." Mục đích của lôi thần là muốn công hội vũ thần có thể chiếm được nơi này. Chỉ cần chiếm được nơi này chúng ta sẽ có thể dùng thân phận công hội mạnh nhất thôn Lạc Hà đi ra khỏi thôn Tân Thủ. Nghe vậy tất cả mọi người trong công hội vũ thần liền dơ cao kiếm đồng thanh hô to. Võ thần công hội vô địch. Võ thần công hội vạn tuế. Đám xương khô đã trực chờ sẵn ở trong bụi cây lúc này đã xuất đầu lộ diện. Bọn chúng đều đang nhào đến đám người của công hội vũ thần. Lôi thần trấn an mọi người. Đừng hoảng loạn quái vật bạo động mà thôi lôi thần thúc ngựa ra lệnh tất cả mọi người xông lên cho ta cung thủ dùng phá giáp tiễn và loạn tiễn kiếm sĩ dùng liên kích lúc này con ngựa cũng đã nhào về phía trước lôi thần một tay vung kiếm hô to tất cả xông lên hấp hết chúng cho ta đám người của công hội vũ thần dơ cao vũ khí cùng nhau hô vang đánh dấu hấp chốc bắt đầu lôi thần trên lưng ngựa dùng kiếm sử dụng tuyệt chiêu của mình cùng với sự trợ thủ của đám người đằng sau những luồng ánh sáng xanh liên tục chiếu thẳng về phía bọn xương khô những luồng ánh sáng ấy làm cho bọn xương khô không thể chịu nổi dường như đều đã ngã lan ra kể cả vân thiên cũng vậy đều không thể chịu đựng nổi sức mạnh của bọn người công hội vũ thần một luồng ánh sáng xanh quen thuộc xuất hiện luồng ánh sáng ấy đã đưa vân thiên trở về với không gian cũ vân thiên một mình suy nghĩ cách khô lâu đoàn không có sự phối hợp quả nhiên không có sức uy hiếp gì hết không được mình phải khiến chúng đoàn kết lại cùng nhau phản kháng lại sự chấn áp đẫm máu của người chơi vân thiên trở nên vô cùng quyết tâm ưng ừ, đối kháng cường địch, trả lại non sông cho chúng ta. Lại một lần nữa Vân Thiên quay trở lại kho dữ liệu lớn. Lần này cậu hỏi tinh linh hệ thống, tôi lại bị người chơi tàn nhẫn hấp tò tí te rồi. Tinh linh đại nhân, không lẽ đây chính là số phận dữ liệu của bọn tôi sao? Tinh linh lạnh lùng trả lời, không sai, đây là số phận dữ liệu NPC. Cậu có dị nghị gì sao? Có thì nói ra nghe xem nào. Vân Thiên nói, có ạ, à, mặc dù dữ liệu thực sự là vật hy sinh của thú vui của người chơi nhưng một mực thỏa mãn vô giới hạn thế này ham muốn của người chơi sẽ bị phóng đại không giới hạn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mất hết hứng thú đến lúc đó trò chơi đóng cửa tinh linh đại nhân ngài không phải cũng vì thế mà biến mất sao tinh linh nghe lời cậu cũng có phần đúng đáp lời nói cũng có lý cậu nói tiếp đi văn thiên tiếp tục trình bày chỉ có không ngừng thỏa mãn cùng khích lệ người chơi cố gắng mới là bản chất của một trò chơi thành công cho nên tôi cảm thấy npc không thể bị hấp được tôi xin Giáng sinh thành một xương khô mạnh hơn, đi thu xương mộ lâm báo thủ. Tinh linh hệ thống cười nói, vậy sao? Vậy thì tò tí te thêm 10 lần nữa rồi hãy nói nhé. Nếu không cậu không có tư cách gì trở thành vương giả của thu xương mộ lâm cả. Vân Thiên ánh mắt tràn trề quyết tâm. Tôi biết rồi. Cậu tiếp tục hồi sinh thành lính xương khô. Lòng luôn khẳng định, ta nhất định sẽ thành công. Cuối cùng Tiểu Điệp và Tiểu Ba đã đến thu xương mộ lâm. Tiểu Điệp nói với Tiểu Ba. Hừng bản đồ phía tây bị người của hội võ thần công cướp đi rồi chúng ta cũng chỉ có thể ở phía đông chén hấp linh tinh thôi tiểu ba động viên tiểu điệp đẳng cấp của quái vật ở đây cao thật đó cấp 22 chúng ta thăng đến cấp 20 là ra khỏi thôn tân thủ rồi đó cố lên tiểu điệp cũng đồng ý ừm đúng vậy cố lên nhé hai người họ đang đi thì bắt gặp vân thiên vừa hồi sinh số cậu đúng là đen hết chỗ nói nhìn thấy họ cậu muốn xịt keo luôn cái gì Tiểu điệp thích thú, cũng coi như chúng ta gặp được một tên. Cô lao vào chén cho Vân Thiên xỉu ngang. Bỗng tự nhiên cô túm lấy đầu cậu. Tiểu ba kinh hãi. Ai? Tiểu điệp cậu đang làm gì vậy? Tiểu điệp vừa kéo đầu xương khô vừa nói. Vừa rồi cậu không thấy tình tiết nhiệm vụ sao? Mỗi sưu tập 20 đầu lâu, có thể đổi lấy 5.000 điểm kinh nghiệm đấy. Còn được 20 xu nữa. Tiểu ba nghe thấy thế thì phấn khích. Qua, wow. một đầu lâu một xu. Tiểu điệp mặt đầy tham vọng. Đúng vậy, Tuy là hơi ít, nhưng mà chân ếch tuy nhỏ nhưng vẫn có thịt. Chúng ta phải tích tiểu thành đại thôi. Tiểu ba đồng ý. Ừm, mình giúp cậu. Hai người người cầm đầu người cầm tay ra sức kéo. Vân Thiên nội tâm gào thét. Đau quá, cứ như vậy cậu bị hấp 10 lần. Cậu quay về nói với tinh linh. Tinh linh đại nhân, tôi đã nếm đủ khó khăn rồi. Hiện giờ có thể biến tôi trở nên mạnh hơn chưa? Tôi muốn báo thủ rửa hận cho các dữ liệu. Tinh linh lúc này khen ngợi. Cậu là NPC có khí phách nhất mà tôi từng gặp qua. Vậy đi, thu xương mộ lâm cần một vị vương giả. Vậy do cậu đi Giáng sinh nhé, trở thành một vị vương giả, đi chinh phục thế giới nhân loại. Vân Thiên mừng rỡ, đa tạ đại nhân. Thông báo hệ thống nhắc nhở, bạn thu được năng lực thống trị. Vân Thiên đã hồi sinh thành vương giả của thu xương mộ lâm. Một quân đoàn binh lính xương khô quỳ dưới chân núi, đồng thanh, tham kiến ngô vương, tôi cho dù có tỏ tí te cũng nguyện đi theo ngô vương chinh chiến khắp nơi cho dù thịt nát xương tan cũng không hối hận vân thiên nói với quân lính tốt lắm các ngươi từ giờ trở đi các ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta toàn thể dõng dạc đáp vâng ngô vương vân thiên tiếp tục nói bây giờ ta sẽ chia các ngươi thành năm tổ dẫn dắt các ngươi đi đến thắng lợi mà không phải phế vậy chìm dưới đao kiếm của nhân loại đã hiểu hết chưa cậu tiếp tục phân công ngươi 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 Mười người các ngươi tổ thứ nhất, ngươi ngươi ngươi, các ngươi tổ thứ hai. Sau khi chia đội xong xuôi, Vân Thiên hô lớn, xuất phát, khiến bọn họ biết sự lợi hại của quân đội xương khô thu xương mộ lâm chúng ta. Tiểu Điệp đang ra sức hấp lính xương khô, vừa xong ba tên thì một đoàn nữa lại xuất hiện. Cô hơi bất ngờ, lại đánh quái rồi. Tiểu Điệp quay lại nhắc Tiểu Ba, cậu trốn sau khối nham thạch kia đi, tránh thu hút thù hận của quái vật. Mình chắn ở phía trước hấp quái, cậu chỉ cần tiếp máu là được ở đây có lợi thế địa hình quái vật nhiều thêm nữa cũng là kinh nghiệm tiểu ba hiểu ý được cẩn thận nhé vân thiên ra lệnh nhóm nhỏ thứ nhất chủ cồn nhóm nhỏ thứ hai thứ ba đổ vào đánh từ bên trái đánh vào nhóm nhỏ số bốn số năm từ bên phải đánh vào diệt sạch bọn họ cho ta quân lính đồng thanh nhận lệnh vâng ngô vương tiểu điệp hoảng hốt tiêu rồi tiểu ba thắc mắc sao có thể chứ những npc này sao có thể hiểu được vượt qua rào cản tiểu điệp nói thậm chí còn hiểu được chiến thuật bao vây tứ phía trời ạ à, mấy con quái này thành tinh rồi sao tiểu ba lo lắng tiểu điệp làm sao đây phía xa có một thứ hình như là boss đấy tiểu điệp dơ kiếm lên chiến đấu hấp được bao nhiêu hay bấy nhiêu chỉ một lúc sau hai người đều đã bị hạ gục bởi quân đoàn xương khô vân thiên tiếp tục ra nhiệm vụ mới các ngươi đi về phía tây với ta ở bên đó còn có một đám người chờ chúng ta đến tàn sát. Đã đến lúc tạo nên danh tiếng cho mình rồi. Cả quân đoàn hô lớn. Ngô vương vạn tuế. Đến phía tây thu xương mộ lâm. Đám người võ thần công hội đã hạ được một số lính. Những tiếng soạt soạt vang lên. Lôi thần hỏi. Chuyện gì vậy? Có động tĩnh. Một đoàn quân xương khô lao tới. Tên pháp sư mặt tái mét. Tiêu rồi. Chúng ta kinh động đến quân xương khô rồi. Lôi thần bình tĩnh nói. Đừng hoang mang, Lần này chúng ta đã đến hơn 20 người. Bay trận phòng ngự cho tôi. Tầng tầng lớp lớp bên ngoài. Mềm mỏng bên trong. Đám xương khô ở đây có nhiều hơn nữa cũng không vào được. Vương giả Vân Thiên lao tới. Ánh mắt lóe sáng. Rút ra cây kiếm khổng lồ trực tiếp chén tò tí te tên lôi thần. Bọn đàn em kinh hãi tột độ. Lão. Lão đại bị boss hấp rồi. Lôi thần bị hấp. Công hội bị mất chủ như rắn mất đầu. Đám người thấy không thể chống chọi lại với bọn xương khô thì liền đơm đầu chạy vân thiên ở đằng xa ra lệnh không được bỏ sót tên nào sau đó cả bọn xương khô cũng dùng hết sức để đuổi theo đám người mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng đám người vẫn không thoát khỏi số phận rơi vào tay của vân thiên một tên trong công hội bị kiếm đơm từ phía sau một kiếm đổi một mạng một tên nữa vẫn đang chạy tưởng chừng đã thoát nhưng vẫn không thể thoát nổi kiếm của bọn xương khô thế là tất cả người đã bị tiêu diệt hệ thống hiển thị thăng cấp khô lâu cấp tinh anh Vân Thiên đang ngồi trên xác của một người trong công hội vừa bị tiêu diệt, cắm kiếm xuống đất lệnh, năm người các người qua đây. Tất cả đã nghe được lệnh liền đáp. Vâng, Đại Vương. Vân Thiên nói, bây giờ ta sẽ tặng tên mới cho các người. Tên áo nâu, ngươi tên là Nam Phong, tên áo đen, ngươi là Bắc Phong, tên áo xanh lá, ngươi là Đông Phong, tên áo xanh biển, ngươi là Tây Phong. Từ nãy giờ đặt tên nhưng Vân Thiên lại chờ tên áo đỏ cuối cùng. Còn ngươi, ngươi tên hồng trung đi vân thiên khuôn mặt đáng sợ ra oai từ nay về sau các ngươi chịu sự điều khiển của ta chúng ta cùng nhau canh giữ thu xương mộ lâm đuổi cùng diệt tận mấy tên nhân loại đáng ghét kia bọn xương khô nghe lệnh cùng đồng thanh ngô vương vạn tuế ngô vương vạn tuế vân thiên trong hình hài của khô lâu vương đôi mắt như phát ra tia điện vô cùng đáng sợ cậu nghĩ hùng những ngày tháng phải chịu sự lăng nhục một đi không quay về nữa bắt tê đầu từ nay về sau ta sẽ trở thành vương, mà những người chơi âm mưu muốn hấp ta lần nữa đều phải tò tí te. Một tên xương khô báo cáo, đại vương lại có nhân loại đến ạ. À. Vân Thiên nghe vậy liền ra lệnh, Đông Tây Nam Bắc Trung chuẩn bị hành động, cùng ta đi tiêu diệt bọn họ. Tất cả đều tỏa ra sát khí nồng nặc đáp, vâng đại vương. Hai tia sáng xanh xuất hiện báo hiệu có người sắp hiện ra. Hai nhân loại vừa đến đây chính là Tiểu Điệp và Tiểu Ba. Tiểu Điệp hơi tức giận. Gì vậy chứ, sao chúng ta lại bị một nhóm quái vật kia phục kích chứ thật kỳ lạ. Tiểu ba lại thập phần lo lắng, khuôn mặt lo âu nói, mình cũng cảm thấy rất lạ, hay là dữ liệu khác thường trong trò chơi, dẫn đến thay đổi cơ chế trò chơi. Tiểu điệp bùng lên cơn giận dữ muốn báo thù, không biết nữa, nhưng dù thế nào đi nữa, thù này nhất định phải báo. Vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, tiểu điệp thì nói với tiểu ba về khô lâu vương, cậu có chú ý đến không? Tên kia gọi là Boss Khô Lâu Vương, Lúc chúng ta treo máy hình như vẫn nhằm vào chúng ta, Tiểu Ba cũng đồng ý, mình cũng để ý thấy. Tiểu Điệp nói ra suy nghĩ của mình về sự hoài nghi của cô về tên boss. Hừm, chắc chắn là có âm mưu xấu xa hoặc là tên Khô Lâu Vương này có quan hệ với đám sói tham tinh anh này. Tiểu Ba hơi khó hiểu, là nhận được chỉ thị thế nào chứ? Không chần chừ nữa, Tiểu Điệp đã hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào chúng ta phải đi thu xương mộ Lâm thêm một lần nữa làm cho rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi hoặc có thể xuất hiện nhiệm vụ giấu kín gì cũng không chừng tiểu điệp cũng có hơi phấn khích đến lúc đó chúng ta giàu to rồi tiểu ba cười tươi nhắc nhở ừm được nhưng lần này chúng ta phải tăng cường đề phòng phải cẩn thận dẫn quái tiểu điệp khuôn mặt vô cùng tự tin nói với tiểu ba ừm giao cho mình đi thôn lạc hà ở một hướng khác lôi thần hỏi người của chúng ta thế nào rồi một tên trong công hội trả lời lão đại vừa rồi toàn quân chúng ta đã bị tiêu diệt sạch rồi, một người cũng không thoát được. Lôi thần vẫn có nhiều điều thắc mắc, nhưng thoát được một mạng càng khiến cho lôi thần muốn tiêu diệt con boss hơn nữa. Kỳ lạ thật. Đám khô lâu kia lại kết thành từng đội tiến công thậm chí giống như từng làn sóng tấn công vậy. Còn cả tên khô lâu vương kia nữa, có lẽ là một tên boss biến dị. Chúng ta phải hạ được hắn. Tên Pháp Sư nói, lão đại, chỉ cần hạ được tên khô lâu vương này thì gần như là rơi dụng mất trang bị cao cấp rộng. Lôi thần đanh mặc. Đúng vậy. Vẫn với nét mặt ấy nhưng bây giờ lôi thần đã có thêm sự quyết tâm chiến đấu. Hắn nói với mọi người. Mấy người chúng ta lập tức triệu tập mọi người. Lần này huynh đệ lôi thần công chúng ta phải dốc hết sức chiến đấu. Lôi thần bàn thêm với các huynh đệ về kế hoạch chiến đấu. Hắn muốn nhất định thắng lợi. Mà quan trọng nhất phải là số lượng. Lôi thần nói. Số lượng ít nhất phải trên 100 người rồi mới hành động. Nếu không thì không nắm chắc thắng lợi đâu. Tất cả đã nghe được lệnh đáp. Được lão đại. Những người trong công hội bị tiêu diệt đã nằm rải rác trên mặt đất và sắp tan biến. Vân Thiên thì vô cùng đắc ý ngồi trên mỏm đá cắm kiếm xuống đất. Một tên khô lâu hỏi ý, "Ngô Vương, những người nhân loại này toàn bộ đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi ạ? Tiếp theo có quay về sâu trong nghĩa trang luôn không ạ?" À? Vân Thiên không nghĩ ngợi mà liền nói, "Không vội." Vân Thiên là đang cố tình đợi, cậu biết rằng đám người sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Bọn họ sẽ lần lượt không ngừng phái người qua đây ngươi lập tức phái một vài lính khô lâu đi làm lính gác của chúng ta. Vân Thiên với khuôn mặt của khô lâu vương vô cùng đáng sợ, nhất định phải tức thời biết được kế hoạch tập kích của kẻ địch. Tên khô lâu nghe lệnh liền đáp, vâng ngô vương, thủ hạ tuân lệnh. Trời tối ở trong rừng sâu, tiểu điệp và tiểu ba đang đi đến chỗ của khô lâu vương, tiểu điệp tự nhắc nhở chính bản thân mình và cả tiểu ba. Lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được, tiểu ba luôn luôn rất cẩn trọng trả lời, ừ, ừm ừm đứng từ trên cao vân thiên đã nhìn thấy tiểu điệp và tiểu ba đang đi đến vân thiên liền nói oan ra ngõ hẹp đông phong vào báo cáo muốn hành động ngô vương tôi lập tức phái anh em xuống núi hấp tò tí te bọn họ nhưng vân thiên lại không đồng ý không cần ngược lại vân thiên lại càng muốn tự tay xử lý nhưng không muốn để hai người bị hấp một cách dễ dàng ta muốn tự tay giải quyết hai bọn họ nhưng mà trực tiếp hấp thì không còn thú vị nữa vân thiên ra lệnh ngươi đi tìm một khối đá lớn ta tự có cách dùng đi mau đi đông phong liền tuân lệnh vâng thủ hạ tuân lệnh ở phía dưới núi tiểu điệp đã từng bước hấp những con khô lâu ra cản đường trước mặt tiểu điệp và tiểu ba vẫn còn một đám khô lâu nữa vì nghĩ khô lâu vương đã bị hấp tiểu điệp hơi đắc ý tiểu ba xem ra khô lâu vương kia có lẽ đã bị người của hội võ thần công giải quyết rồi tiểu điệp cổ vũ chúng ta men theo con đường này đánh lên một lát là có thể hoàn thành nhiệm vụ sưu tập khô lâu rồi cố lên nghe tiểu điệp nói vậy tiểu ba cũng trả lời ừm ừm sau đó tiểu điệp lập tức lao vào kiếm của tiểu điệp đã chén chúng một tên khô lâu bỗng nhiên tiểu điệp thấy có một tên khô lâu bị trói ở một gốc cây đằng xa thì khó hiểu à tên khô lâu ngày không biết đã bị trói ở đây từ lúc nào dây trói quấn chặt khiến nó không thể cử động được gì tiểu ba thì không hề đề phòng mà ngược lại còn cảm thấy buồn cười con khô lâu ngày kỳ lạ thật lại bị người khác trói ở đây sắp bị kéo thành hai khúc rồi buồn cười thật đấy tiểu điệp lúc này cũng còn hơi bất ngờ với sự xuất hiện của tên khô lâu bị trói nói nó đau khổ như vậy nếu đã như vậy khuôn mặt tiểu điệp đã chuyển thành sự thích thú và đắc ý nói chúng ta cho nó một sự giải thoát đi tiện thể có thể thu thập được một cái đầu lâu tiểu ba cũng đồng ý ừ, ừm ừm tiểu điệp ngay lập tức cũng lao vào tên khô lâu hừng tiểu khô lâu xem đây lao lại phía gốc cây tiểu điệp lập tức dùng một kiếm định chén đứt tên khô lâu tưởng chừng đã tiêu diệt được tên khô lâu nhưng bỗng nhiên tên khô lâu ấy biến mất không chút dấu vết thanh tuyết như thấy cái gì đó trở nên hoảng loạn gốc cây cổ thụ lúc nãy trói con khô lâu lúc này đã biến thành một khối đá vô cùng to lớn khối đá ấy đã rơi xuống và đè tiểu điệp cả tiểu điệp và tiểu ba đều vô cùng hoảng sợ bởi mọi việc đang xảy ra thấy tiểu điệp bị thương tiểu ba liền muốn giúp đỡ tiểu điệp mình đến cứu cậu đây nhưng cô không ngờ rằng khô lâu vương đã xuất hiện ở đằng sau lưng mình khô lâu vương đánh lén từ đằng sau tiểu ba khiến cô không thể chống đỡ bị đánh lén quá bất ngờ tiểu ba liền bị tiêu diệt một cách nhanh chóng thấy bạn mình bị đánh lén như thế tiểu điệp vô cùng tức giận chửi vân thiên khô lâu thối ngươi dám hấp tiểu ba của ta thấy tiểu điệp bị khối đá đè không làm được gì thì liền đắc ý ngồi xuống trước mặt cô nói Ta muốn đấu một trận sống tỏ tí te với ngươi. Trong lòng Vân Thiên vô cùng hà dạ. ha ha ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiểu Điệp dù rất tức giận nhưng hiện giờ cũng không làm được gì. Tên khốn kiếp người đang đợi ta mất máu mà tỏ tí te sao? Hiếp người quá đáng. Lúc này tên thuộc hạ thấy tiểu ba bị tảng đá to đè bẹp đang từ từ mất máu thì hỏi Ngô Vương. Ngô Vương cứ nhìn cô ta chờ tỏ tí te vậy sao? Hay là một sao cho cô ta tỏ tí te đi luôn ạ? À? Ngô Vương nghe vậy không đồng ý nói trực tiếp hấp như vậy còn thú vị gì chứ. Từ từ đợi đi trọng lượng của hòn đá đối với cô ta mà nói càng ngày càng nặng cuối cùng đè tỏ tí te cô ta. Tên thuộc hạ thấy vậy vẫn tiếp tục nói. Ngô vương anh minh thần võ. Ngô vương không nói gì mà chỉ sai thuộc hạ đi chỗ khác. Các ngươi đừng nhàn rỗi nữa ngày một bài tiếp thêm hứng thú cho cô ta đi. Vâng ngô vương. Bọn chúng trực tiếp nói chuyện trước mặt tiểu điệp nhưng cô ấy chẳng hiểu chuyện gì cả. Chili oa oa. Bọn chúng đang nói gì vậy không hiểu gì cả. Sau một lúc nói chuyện bọn chúng bắt đầu nắm tay nhau nhảy nhót xung quanh Tiểu Điệp. A à la la la, a à la la la. Tiểu Điệp nhìn thấy cảnh như vậy liền tức giận hét lớn, thật đáng ghét lão nương nhất định sẽ báo thủ. Khi vừa hét xong thì Tiểu Điệp lập tức bị chút hết năng lượng hoàn toàn cạn máu mất mạng. Lúc này thuộc hạ đến bẩm báo với Ngô Vương chuyện lớn. Ngô Vương một nhóm người nhân loại tập hợp ở hướng chính nam của thu xương mộ lâm ạ. Ngô Vương chỉ chậm rãi hỏi chuyện thuộc hạ, bao nhiêu người? Hơn 40 người sau đó hắn hỏi tiếp tên thuộc hạ bọn họ không tiến vào rừng cây hà dạ không xem ra là đang đợi người nếu bọn họ vẫn đang tập hợp vậy thì không thể đợi bọn họ tụ tập lại được rồi ngô vương bắt đầu xuất phát ra lệnh cho những tên thuộc hạ những gì phải làm đông nam tây bắc trung tập hợp toàn bộ người ngựa của các người lập tức xuất phát đánh cho bọn chúng trở tay không kịp vâng thủ hạ tuân bên kia hai tên vẫn chưa biết được nguy hiểm đang tới gần mà thảo luận với nhau đang trên đường tới các anh em còn bao nhiêu người nữa chưa đến lão đại vẫn còn 30 người chưa đến đều là các chức vụ linh thuật sự nhũ mẫu cung tiễn thủ. Anh ta hỏi thuộc hạ của mình, lộ trình khá chậm có đợi bọn họ không? Đợi đi lần này chúng ta phải lấy được thu xương mộ lâm để nâng cao tinh thần. Nếu không thì kẹt ở nơi này quá lâu rồi phí biết bao nhiêu tài nguyên luyện cấp và thời gian. Ừm. Lúc này bên kia chưa kịp phòng bị thì thuộc hạ của Ngô Vương đã chạy tới tấn công. Hay à. Yeah. Tên đó lập tức bị cảnh trước mắt hoảng loạn chửi thề địch lại nữa rồi anh em trang bị lại rồi xông lên phía trước chặn bọn chúng lại cho ta anh em nghe thấy mệnh lệnh lập tức đồng ý xông lên vâng anh ta với vẻ mặt quyết tâm nói trận chiến bắt đầu nhóm khô lâu khốn khiếp này hội võ thần công chúng ta tỏ tí te cũng không lùi bước nhìn thấy cảnh hỗn chiến dưới mắt mình ngô vương đứng trên cao nói đông phong nam phong dẫn tiểu đội của các ngươi vòng từ sau lên chặt đứt quân cứu viện của bọn họ hồng trung dẫn tiểu đội của ngươi tiến công từ bên sườn làm loạn phe phái của bọn họ Tiểu đội còn lại tấn công trực diện hấp vì tôn nghiêm của Thu xương Mộ Lâm vì vinh quang của NPC chúng ta. Cầu lửa tấn công. Bọn khô lâu vương của Ngô Vương lập tức tấn công lập tức chiếm thế mạnh hơn bên kia rất nhiều. Ngô Vương cũng không đứng không nữa lập tức dùng sức mạnh huyết nhan đột kích của mình. Sau đó lần lượt là những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Chưa dừng lại Ngô Vương tiếp tục dùng huyết nhan đột kích một loạt gai góc mọc lên từ dưới đất lập tức hạ gục hàng nghìn binh lính. Tên kia thấy vậy nhìn Ngô Vương tức sôi máu nói, Đồ khốn ta liều mạng với ngươi. Khi anh ta vừa lao lên thì Ngô Vương vẫn còn thản nhiên đứng im sau đó bình tĩnh nhẹ nhàng dùng một chiêu khiến tên đó bay ra xa. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, bọn thuộc hạ của tên đó lập tức hoảng hốt với những gì mà mình vừa nhìn thấy. Ngô Vương liền tiến tới nói với tên tự tin đó rằng, ngươi nghĩ ngươi rất mạnh sao hay là nói ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào đám người ô hợp các ngươi là có thể đánh bại ta? Tên đó tức giận nhìn đám binh lính vô dụng đứng im không làm gì mà hét lớn, khốn khiếp còn nhìn cái gì chờ nó làm thịt ta sao cùng sông lên diệt trừ nó. Lên. Đám binh lính đó vẫn không dám lên vì đã chứng kiến sức mạnh của Ngô Vương nhưng vẫn có một người an ủi nói rằng, mọi người đừng sợ cùng lên đi, cứu lão đại diệt trừ con khô lâu vương kia. Ngay lúc này có một người mạnh mẽ đứng lên nói giúp những binh lính còn lại có thêm tinh thần chiến đấu nói. Boss cấp hoàng kim hấp tò tí te nó, có thể rơi ra trang bị hoàng kim đầu tiên trong cả server, lên đi các ngươi còn do dự cái gì. Nghe xong những lời nói củng cố tinh thần từ phía đồng đội của mình, những tên binh lính còn lại như có thêm có nguồn sức mạnh tinh thần xông lên chiến đấu. Ngô Vương nhìn thấy cảnh như vậy liền không chút sợ hãi mà chỉ đứng im dùng tay biến ra một quả cầu lửa nói: "Huynh đệ của ngươi tới chịu tò tí te rồi, hiến tế sinh mạng của các ngươi đi." Tên Ngô Vương nói xong liền dùng một chiêu cạm bẫy huyết sắc. Quả nhiên là sức mạnh của hắn thật sự rất mạnh chỉ bằng một chiêu đã khiến toàn bộ binh lính của tên đại ca tự tin đó biến thành con rối tử vong. Tên Ngô Vương nhìn thấy cảnh trước mắt liền thỏa mãn cười nói. Ha 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 sau này các ngươi chính là con dối nghe lệnh ta rồi. Cuối cùng hắn tiến tới chuẩn bị xử lý nốt tên kia khiến tên kia sợ hãi không dám nói lên lời. Hiện tại đến lượt ngươi. Ngô Vương vung kiếm của mình hấp tò tí te tên đó ngay trước mắt mấy tên kia hoàn toàn kết liễu được tên ngạo mạn đó sau đó cười lớn. Ha ha ha. Sau một trận chiến khốc liệt trong thời gian dài cuối cùng người chiến thắng quả nhiên vẫn là Ngô Vương. Những binh lính vừa bị biến thành khô vương nhìn thấy cảnh kết liễu của ngô vương mà cảm thấy mê mẩn khen ngợi nói. Đức vua ngài quá lợi hại. Ngài lợi hại quá đi mất đây là điểm báo cho sự trỗi dậy của dọc linh tử chúng ta ư. Một tên khác cũng cảm thấy yêu thích mà nói. Trời ơi tôi cảm giác mỗi khớp xương của tôi đang tràn đầy tế bào hưng phấn. Trời ơi cả người tôi sắp nổ tung ra rồi. Những tên thuộc hạ dưới trướng của ngô vương đang tung hô hắn. Đức vua vạn tuế. Đức vua vạn tuế. Bọn thuộc hạ đó cũng tức giận nói lần này bọn chúng lại hấp nhiều đồng bào của chúng ta như thế không thể tiếp tục nhẫn nhị ngô vương cũng bức xúc nghĩ trong lòng rằng chúng ta không thể ngồi chờ tò tí te được nữa vân thiên là linh hồn bên trong ngô vương cũng tự nhiên cảm thấy bức xúc khiến cậu ấy cũng khó hiểu nghĩ mình làm sao thế này tại sao mình lại cảm thấy giận dữ một cái mất tự chủ như vậy chẳng lẽ là do đã biến thành khô lâu vương ư chẳng lẽ mình đã nhập vai sâu như thế vân thiên liền bỏ đi dòng suy nghĩ của mình mà tiếp tục mọi việc thôi bỏ đi mình còn không biết là ai nếu đã như thế vậy thì được đến đâu hay đến đó đi nếu đã trọng sinh thành một con khô lâu vương vậy mình sẽ theo đuổi sự nghiệp làm khô lâu vương tới cùng vân thiên quay lại đóng giả làm ngô vương tức giận xe bảo thuộc hạ này đám vô dụng các ngươi bọn thuộc hạ vẫn khó hiểu hỏi lại đức vua ngài đang gọi chúng ta ư tên ngô vương xác nhận rồi nói tiếp phải ta đang gọi mỗi người các ngươi đấy các ngươi trọng sinh ở chỗ này như đám vô dụng chờ đợi loài người đến hấp các ngươi các ngươi như một con rối máy móc không có ý thức. Hắn tiếp tục nói với mấy tên thuộc hạ của mình, một nhân sinh như thế à không một đời xương khô như thế còn ý nghĩa gì nữa. Sau này Bản Vương sẽ dẫn dắt các ngươi tận hưởng cuộc sống mới ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau tới đây đi, thời gian sau này Bản Vương sẽ dẫn dắt các ngươi đi tìm bản ngã. Mặc dù ban đầu đám thuộc hạ vẫn không hiểu nhưng vẫn đồng tình hô hào với Ngô Vương, đi tìm bản ngã, đi tìm bản ngã, đi tìm bản ngã, chúng ta phải tìm lại bản ngã lúc đầu trở về nơi bắt đầu. Tên Ngô Vương liền vui vẻ cười nói rằng, phải ta đang gọi mỗi người các ngươi đấy các ngươi là trọng sinh ở chỗ này như đám vô dụng. Chờ đợi loài người đến hấp các ngươi, các người giống như một con rối máy móc không có ý thức. Sau đó hắn mạnh mẽ ra lệnh cho mọi người, tới đây đi chuyện tiếp theo chúng ta cần làm chỉ có một. Hỡi tất cả các tử linh chán ghét con người, xuất phát đi tấn công mục tiêu của chúng ta chỉ có một thôn lạc hà. Hấp sạch thôn lạc hà cho ta làm thịt thôn tân thủ của bọn chúng làm cho lũ con người ti tiện nó vĩnh viễn chỉ là tâm thủ tấn công thôn lạc hà tại một cửa hàng thanh tuyết vừa bước lại chuẩn bị mua một món đồ trong lúc cô vẫn còn đang đứng trước gian hàng thì bỗng nhiên có một người từ đằng sau tiến lại hỏi cô chính là pháp sư đứng đầu thôn lạc hà sao người vừa hỏi cô có id là phong thần dực của công hội minh chủ nhân tại giang hồ thanh tuyết quay người lại hỏi có chuyện gì thật ra mục đích phong thần dực đến đây là để lôi kéo thanh tuyết về phe phái của mình hắn ta nói thu xương mộ lâm đã truyền tới tin tức mới công hội vũ thần sử dụng một lượng lớn nhân lực nhưng cuối cùng phần thất bại. Chỗ đó đã xuất hiện một con boss có trí tuệ cực cao tên là Khô Lâu Vương. Thanh Tuyết dù nghe phong thần rực nói nhiều như thế nhưng vẫn không mảy may để ý. Cô nói một cách hờ hững, thế thì có liên quan gì tới ta? Thanh Tuyết vẫn giữ khuôn mặt lạnh từ ban nãy đến giờ. Cô không muốn tham gia vào những chuyện đấu đá như thế này liền muốn từ chối thẳng thừng. Ta chỉ muốn luyện cấp thật nhanh sớm ngày ra khỏi thôn tân thủ này. Ta không có hứng thú với boss. Nghe Thanh Tuyết nói không có hứng thú, Phong Thần Dực lại càng dùng giọng điệu hoan hỉ nói về những lợi ích khi giết được con boss cho cô thêm phần hứng thú. Con boss cấp hoàng kim đầu tiên của thôn Lạc Hà nếu có thể giành được first skin của nó, phần thưởng đủ để cô nháy mắt đạt tới cấp 20 ra khỏi thôn tân thủ, hơn nữa chỉ cần cô gia nhập với chúng ta. Phong Thần Dực cho cô một lợi ích vô cùng lớn, hắn ta chắc chắn, chỉ cần boss có thể rơi ra trang bị của pháp sư toàn bộ sẽ là của cô một tên trong công hội đi theo phong thần dực cũng ra sức lôi kéo cô về với hội đúng vậy thanh tuyết mỹ nữ gia nhập với chúng ta đi chúng ta cần khả năng gây sát thương cực mạnh của cô xác suất đánh gục được khô lâu vương thiết huyết của chúng ta sẽ tăng vọt bọn chúng nói nhiều như thế nhưng đáp lại chúng thanh tuyết vẫn không quan tâm xin lỗi ta không có hứng thú phong thần dực vẫn không bỏ cuộc tiếp tục giới thiệu với cô về công hội to lớn của mình công hội nhân tại giang hồ chúng ta là công hội lớn nhất thôn lạc hà cho dù là số người hay là khả năng chiến đấu độc lập đều vượt xa công hội nhỏ như Vũ Thần. Phong Thần Dực đưa ra lời cuối cùng, cô không thể cân nhắc lại sao? Bỗng nhiên mọi người chạy tán loạn và la lên, không hay rồi quái vật công thành rồi. Phong Thần Dực và cả Thanh Tuyết đều vô cùng bất ngờ, cái gì quái vật công thành á? Vừa mới bất ngờ nhưng sau đó Phong Thần Dực lại khinh bỉ đám quái vật đó, quái vật gì mà lại dám tấn công thôn Tân Thủ chán sống rồi ư? NPC hộ vệ của thôn Tân Thủ không phải là bày cho có phong thần rực với phong thái vô cùng tự tin một đao một con loại quái vật gì lại dám công thành nhưng sau đó thanh tuyết đột ngột lao về phía trước điều đó làm phong thần rực vẫn còn sững sở mà đứng đó tất cả mọi người đã tập trung lại trước cổng thành nghênh chiến quái vật bọn quái vật kéo đến vô cùng đông đúc phải nói là đông hơn số lượng con người rất nhiều khô lâu vương dẫn đầu bọn quái ra lệnh tới một tên giết một tên tới hai tên giết cả đôi Đám người nghe khô lâu vương nói như thế thì chỉ đâm ra cười ngặt nghẽo. Một chuyện nực cười biết bao chỉ nghe nói quái vật chờ bị người chơi giết chết chinh phục. Chứ chưa nghe nói quái vật lại biết vay công thôn tân thủ bao giờ thú vị thật. Một tên trong đám người lại có vẻ thích thú với con boss này. Không ngờ lại có một con boss cấp hoàng kim tự mình tìm tới cửa mọi người còn đợi cái gì. Mọi người không ai là tỏ vẻ sợ hãi cả ai cũng đều hừng hực muốn giết nó. Đúng làm thịt nó mọi người cùng chia trang bị. Hừ con khô lâu vương này lại dám đến thôn tân thủ gây chuyện ta thấy nó đã đi nhầm nơi thật rồi. Một người trong đám họ hô to, mọi người cùng xông lên chiến. Mọi người ai nấy đều hừng hực khí thế tất cả đều cầm kiếm nhào vô và cùng la to, giết. Tất cả mọi người đều đã xông ra ngoài cổng thành hướng về đám quái vật. Lúc này khô lâu vương cũng ra lệnh, xông lên cho ta nhưng bắt buộc phải giữ khoảng cách 40 mã với hộ vệ thôn, giết chóc thỏa thích đi đám tiểu đệ. Nghe được lệnh đám quái vật cũng xông lên, cả hai bên đã xông vào nhau. Khô Lâu Vương đứng ở bên ngoài bắt đầu sử dụng ma pháp. Ma pháp của nó khiến cho hai người xông vào theo luồng phép mà vang lên. Thanh Tuyết và Phong Thần Dực vẫn chưa xông vào mà đứng bên ngoài quan sát. Phong Thần Dực có hơi bất ngờ, nó lại biết né tránh phạm vi tấn công của hậu vệ thôn. Con Khô Lâu Vương này nó là quái vật loại trí tuệ ư? Thật kỳ lạ. Thanh Tuyết vẫn luôn thâm trầm nhưng lúc nhìn vào Khô Lâu Vương cô lại chợt cảm thấy quen thuộc. Nó rất giống một người. Phong thần rực liền hỏi. Người nào? Thanh tuyết lúc này mặt đã đen lại hơi khó tin. Ta cũng không biết nhưng giọng nói của nó. Thấy mọi chuyện có vẻ không dễ dàng như thế phong thần rực liền ra lệnh. Mệnh lệnh cho người của cả công hội quay về thôn tân thủ. Hôm nay chúng ta nhất định phải giết được con khô lâu vương này. Vì dân trừ hại. Tên tóc đỏ nhận lệnh. Rõ lão đại. Thanh tuyết khuôn mặt khó coi hừ một tiếng. Phong thần rực dơ cao kiếm ra lệnh. Tổ tấn công chuẩn bị xông lên kỵ sĩ kiếm sĩ chia ra tính từ hai cánh chuẩn bị sẵn khiêu khích và thuẫn giáp của các ngươi pháp sư cung thủ tấn công chính diện cung thủ gây sát thương từ xa phá giáp tiễn phá phòng ngự chấn đảng tiễn làm choáng váng pháp sư toàn lực khai hỏa sau đó hắn gào lên thật to xông lên cho ta trong vòng 3 phút phải diệt trừ được con khô lâu vương kia nhận được lệnh tất cả mọi binh sĩ của công hội minh chủ nhân tại giang hồ tay cầm kiếm cùng nhau lao lên chiến đấu toàn thân vân thiên trong hình hài của khô lâu vương lúc này phát ra toàn là lửa sau đó vân thiên sử dụng tuyệt chiêu đánh về phía trước hét lên chết đi tuyệt chiêu của vân thiên lao thẳng về phía bọn người đang đâm đầu tới phong thần dực nhắc nhở mọi người phòng ngự cùng lúc đó tất cả mọi người trong công hội đều sử dụng thuẫn thần thánh để làm một tấm giáp chắn lại tuyệt chiêu phong thần dực tiếp tục ra lệnh chấn đãng tiễn mau vân thiên lúc này vẫn đứng một bên sử dụng kỹ năng khiêu khích sau đó cậu lại bất giác lo sợ khi nhìn thấy. Bọn chấn đãng tiễn đã dương cung về phía mình. Hàng loạt mũi tên đồng thời được bắn ra và đã trúng vào tay của Vân Thiên. Vân Thiên bị trúng tên liền chóng váng. Phong thần dực tiếp tục chỉ đạo. Cơ hội tốt tổ pháp sư viêm bạo thuật băng xương long đằng. Khai hỏa toàn bộ cho ta. Lúc này tổ pháp sư nghe được lệnh liền dơ cao gậy phép. Tất cả thi triển phép thuật hướng thẳng về phía Vân Thiên. Không thể né được Vân Thiên liền hứng chịu tất cả thanh máu đã tụt không phanh xuống chỉ còn chưa tới phần nữa. Bọn người đứng bên ngoài thấy vậy thì vô cùng thích thú. Hay quá quả nhiên không hổ là công hội đứng đầu thôn tân thủ thực lực tấn công của nhân tại giang hồ quá mạnh. Xem ra con boss khô lâu vương cấp hoàng kim nhìn qua có vẻ mạnh này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Một tên hô to khuyến khích mọi người. Các huynh đệ cùng xông lên đi, giúp họ gây sát thương, làm thịt khô lâu vương bảo vệ thôn tân thủ. Mọi người nghe vậy liền đồng tâm hiệp ý xông lên mỗi người tay cầm một loại vũ khí khác nhau nhưng mục đích đều nhắm về phía vân thiên mà tàn sát đã đến lúc vân thiên tức giận và thật sự bùng nổ cả người cậu như phát ra lửa một lần nữa các người quá ngông cuồng rồi đấy tưởng rằng ta yếu đến mức đó thật ư ừ. sau đó vân thiên đã sử dụng siêu tuyệt chiêu của mình là lưu tinh hỏa vũ vân thiên bắt đầu đọc câu thần chú hỡi tinh hinh hỏa liệt đang ngủ say hãy thức tỉnh đi hãy dùng hỏa diễm vô biên thức tỉnh chúng sinh mọi người đứng bên ngoài thấy vân thiên trở nên mạnh như vậy thì lo sợ không hay rồi là ma pháp cao cấp. Trời ơi con khô lâu vương này đã nắm giữ được ma pháp cao cấp rồi, mau chạy đi chết rồi. Đã không kịp Vân Thiên đã nhanh chóng phóng thẳng từng đợt ma pháp và bọn chúng. Bọn chúng đều đã bị tiêu diệt. Vân Thiên dẫm lên người bọn chúng đang nằm sáp dạp dưới đất. Vân Thiên nói, hiện giờ đến lượt chúng ta hỡi các dũng sĩ tới từ luyện ngục. Xong lên đi, dùng kiếm xương của các ngươi khiêu khích hộ vệ, bản vương phụ trách xử lý chúng. Bọn NPC lúc này đã đồng loạt xuất hiện bọn chúng lao thẳng về phía đám người chiến đấu hết sức kịch liệt vân thiên lúc này cũng phóng người lên cao dùng hết sức vào thanh kiếm chặt thẳng xuống mặt đất va chạm mạnh khiến vụ nổ cực mạnh xảy ra bọn người liền văng ra tứ tung đám người lúc này không thể chịu nổi đã gục ngã vân thiên thì như nổi trận lôi đình hét lên nhận lấy phán quyết đi vân thiên hô to ra lệnh cho bọn xương khô đằng sau xông lên đi giết sạch cả thôn trong lòng vân thiên thì lúc này đang vô cùng háo hức đã quá đi mất cuối cùng cũng báo thủ được rồi. Giờ đến lượt các người nếm trải mùi vị chết đi sống lại nhé. Bọn xương khô từ đằng sau lập tức nhận lệnh nhào đến tấn công đám người. Phong Thần Dực vô cùng tức giận nhưng cũng vẫn phải nghĩ cách để đối phó với bọn xương khô. Hắn nói với mọi người về kế hoạch, số lượng đàn quái vật này quá lớn cổng thôn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Chúng ta lùi về phía sau bảo vệ điểm sống lại, tuyệt đối không thể để đám quái vật này giết vào điểm sống lại, nếu không thì sẽ hỏng bét. Phong Thần Dực nói với Thanh Tuyết Thanh Tuyết cô còn muốn ngồi chờ chết sao? Thôn Tân Thủ mất rồi cô cũng từng hòng nhận được lợi lộc gì càng đừng mơ ra khỏi được thôn Tân Thủ. Thanh Tuyết nghe vậy thì đen mặt, cắn răng. Thế rồi cô lập tức quay người chạy đi, rút trước. Điểm hồi sinh chính là một cái cột trụ trụ có hình chóp nhọn. Vân Thiên lúc này đã sử dụng tuyệt chiêu phóng thẳng lên trời mục đích nhắm vào điểm hồi sinh. Vân Thiên tràn đầy quyết liệt, lại tới cảm nhận phán quyết của liệt diễm nào. Sau đó cậu tung một chiêu kiếm cắt đứt cột trụ ra làm đôi lập tức tại nơi này liền xảy ra chấn động một vụ nổ lại khiến mọi người văng ra tứ tung phong thần dực thấy có điểm không lành nói không hay rồi đám quái vật này bỏ qua quy tắc khu vực an toàn trong này bọn chúng cũng có thể giết người mau lên người đâu kiểm chân bọn chúng từ bên trong những người còn lại tập trung hỏa lực lên người khô lâu vương không thể cho nó cơ hội phản công tất cả mọi người nhận lệnh lập tức tiến công chỉ thẳng vũ khí về phía vân thiên tất cả đều lần lượt dùng vũ khí của mình chém vào người vân thiên nhưng không ai chúng cả tất cả đều được văn thiên lại tiếp tục dùng chiêu liệt diễm của mình dâng lửa lên dòng lửa xoáy cuộn cao vút một cách vô cùng quyết liệt sau đó vân thiên tung chiêu về phía đám người và hét lên chết đi một đám vô dụng đã tiêu diệt được rất nhiều người lúc này vân thiên dường như đã mạnh hơn rất nhiều những người ở bên ngoài thấy vậy thì vô cùng sợ hãi lo lắng chúa ơi boss đã giết nhiều người đến mức khiến tên nó biến thành màu đỏ rồi sức tấn công của nó có thể tăng lên gấp bội xong rồi xong rồi thôn tân thủ này sẽ thất thủ như thế ư Bọn người không cam tâm phải chịu thua như thế liền muốn xông lên lần nữa. Không thể nào xông lên cho ta. Phong thần dực bay lên chém thẳng xuống người của Vân Thiên. Vân Thiên thấy đám người đã thất thủ đến thế nhưng vẫn còn quá hung hăng nên vô cùng tức giận. Ngươi buộc phải chết. Sau đó Vân Thiên liền chuẩn bị thi triển ma pháp. Vân Thiên nhắm thẳng ma pháp về phía phong thần dực muốn hạ hắn ngay lập tức. Cứ tưởng đã tiêu diệt được hắn. Nhưng Vân Thiên vô cùng bất ngờ khi người ngã xuống lại chính là đồng đội của mình. Nam Phong là ngươi sao? kẻ nào đã giết ngươi. Bộ xương khô đằng sau liền nói, Đại vương, vừa rồi ngài đã coi Nam Phong là vũ khí làm xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn. Nhưng Nam Phong chết vì sự phục hưng của tộc ta cái chết này đáng giá. Đại vương vạn tuế. Vân Thiên lúc này đã hiểu. Thì ra là thế. Vân Thiên lại nổi trận lôi đình một lần nữa nói với Phong thần dực. Tên khốn nhà ngươi ngươi đã giết thuộc hạ trung thành nhất của ta. Ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Phong thần dực nghe là vậy liền hoang mang liên quan quái gì đến ta chứ nhưng vân thiên lúc này đã không còn để lời nói của ai vào tai nữa vô cùng tức giận hét lên nạp mạng đi ngay sau đó vân thiên đã ném thẳng thanh kiếm với sức mạnh vô biên về phía phong thần dực đám người bên ngoài thấy vậy thì chỉ biết hốt hoảng vào đầu chết rồi lão đại toi rồi phong thần dực đã đáp xuống đất vân thiên cũng lao thẳng về phía phong thần dực vực mà đáp xuống đám người bên ngoài thấy vậy liền hốt hoảng hỏng rồi lão đại lại hạ cánh sai rồi phong thần rực thấy đám người bên ngoài không giúp được gì thì vô cùng tức giận hét lên với đám người đó cái đám khốn nạn các người còn đứng đấy mà nhìn mau chặn hắn lại nếu không lão tử lại hạ cánh lần nữa bây giờ đám người nghe vậy liền cầm kiếm xông lên đám người chiến đấu kịch liệt với bọn xương khô một tên trong công hội đã tiêu diệt được một bộ xương khô là trợ thủ đắc lực của vân thiên vân thiên thấy người của mình bị tiêu diệt như thế thì lúc này nổi trận lôi đình gào lên công chung tại sao đến người cũng rời xa ta trời ơi lũ khốn nạn các ngươi ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết vân thiên lại lần nữa sử dụng siêu ma pháp giơ tay lên trời hô to đến đây lưu tinh hỏa vũ lập tức cả người vân thiên tỏa ra dòng lửa vô cùng to lớn phong thần dực thấy vân thiên lại tiếp tục sử dụng ma pháp vô cùng mạnh này thì lo sợ lại là lưu tinh hỏa vũ vân thiên đã tập trung hết sức mạnh dồn toàn lực vào lần vận ma pháp này dòng lửa ngày càng to lớn ngày càng mạnh mẽ vân thiên thì ngày càng điên cuồng chỉ muốn đám người chết đi bỗng nhiên có một vũ khí màu xanh bay tới với tốc độ chóng mặt vũ khí bay thẳng vào tay vân thiên đây là một loại pháp thuật có thể đóng băng điều này làm cho tay của vân thiên đang vận ma pháp lập tức bị đóng băng lại thì ra người đã đóng băng tay vân thiên không ai khác mà chính là thanh tuyết thanh tuyết đã xuất hiện một cách vô cùng mạnh mẽ giải cứu đám người đám người thấy mình được cứu trong gang tấc như thế thì vô cùng mừng rỡ thanh tuyết cuối cùng cũng ra tay rồi bọn họ vui mừng là vì mình đã được cứu và còn vui mừng hơn nữa khi thanh tuyết chính là một đại cao thủ pháp sư hàng đầu lạc hạ thôn cuối cùng cũng ra tay rồi tốt quá rồi phong thần dực thấy thanh tuyết xuất hiện thì mau chóng ra lệnh cho các huynh đệ cùng hỗ trợ đến đúng lúc lắm các huynh đệ mau đến phối hợp với băng tiễn thuật băng đông của thanh tuyết chặt đầu tên vương kia xuống đem về cho ta chúng ta đã mất quá nhiều người rồi tất cả mọi người như được tiếp thêm sức mạnh vô cùng sung sức mà lao vào vân thiên Vân Thiên sử dụng sức mạnh của mình hạ gục những tên đang lao về phía mình. Vân Thiên đã tức giận nay còn tức giận hơn. Tiểu mỹ nhân người chết trước. Lúc này đám người bên ngoài đã trang bị một cách kỹ càng hơn. Mặc áo giáp và có cả khiên đỡ để đối phó với Vân Thiên. Muốn giết cô ấy không dễ như vậy đâu. Vân Thiên sử dụng ma pháp của mình dùng ngọn lửa tấn công những tên con người sau đó phóng lên trên ngọn lửa. Các ngươi cản được bản vương không. Vân Thiên kỳ này muốn nhằm vào thanh tuyết. Tiểu mỹ nhân chịu chết đi sau đó dùng một lực thật mạnh phóng toàn bộ ma pháp thẳng xuống mặt đất hướng về phía thanh tuyết lúc này thanh tuyết cũng có hơi bị quá sức chỉ biết dùng hết sự chống chịu của mình để đỡ luồng tấn công vô cùng mạnh mẽ này thanh tuyết cũng đã bắt đầu vận công pháp của mình hướng tay về vân thiên lập tức những chiếc đầu dòng phóng ra bay thẳng về phía vân thiên mà tấn công vân thiên lúc này cũng đã bị trúng chiêu con nhãi này thật là vướng chân vướng tay vân thiên nhìn về phía đám con người nhìn thấy bọn chúng vẫn đang chiến đấu hết sức kịch liệt với bọn xương khô. Một tên trong đám xuân khô đã bị đâm, nhìn thấy điều này Vân Thiên nổi bùng cơn giận dữ. Tây Phong, Bắc Phong, Đông Phong. Bọn xương khô bị tiêu diệt bốc lên thành những luồng khí. Những luồng khí này chính là những tên xương khô bị bọn người tiêu diệt với hình hài bóng ma. Bọn chúng nói, Ngô Vương chúng tôi chỉ có thể theo ngài đến tận đây thôi. Ngô Vương quyết định sáng suốt nhất của tôi trong đời này đó là đi theo ngài ta quyết không hối hận cuối cùng cũng giải thoát rồi xin ngô vương đừng vì chúng tôi mà quá đau lòng sau đó những bóng ma lần lượt hướng về phía một không gian đã mở ra mà tiến vào để lại một câu cho vân thiên hãy tiếp tục tiến lên phía trước để làm vua đứng đầu của tộc vì sự yên bình của mỗi người trong thế gian chúng tôi đi đây người của mình lần lượt đi hết vân thiên giờ đây chẳng còn gì nữa nỗi mất mát làm văn thiên càng trở nên giận dữ lập tức vận ma pháp một cách điên cuồng khuôn mặt lúc này vì giận dữ mà mất kiểm soát nghĩa khí quá Đám người lúc này thấy Vân Thiên còn man dợ hơn lúc nãy thì vì sợ hãi hô to. Không xong rồi quái bắt đầu nổi trận rồi. Phong thần dực cảnh báo Thanh Tuyết và ra lệnh cho các huynh đệ cùng yểm trợ. Thanh Tuyết cẩn thận hắn bây giờ đã nắm bắt được thực lực của cô rồi. Yểm trợ pháp luật cũng vậy không cản được đòn tấn công của hắn ta. Các huynh đệ tạo lửa nhanh lên chúng ta chỉ còn có 3% máu. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Vân Thiên thấy phong thần dực liên tục nói như thế thì liền gào lên. Chính là ngươi. Bóp phí lời đi sau đó phóng thẳng ma pháp về phía phong thần dực làm phong thần dực và huynh đệ phía sau cũng không chịu nổi mà ngã ra giải quyết bên kia đã xong vân thiên liền quay qua muốn xử lý thanh tuyết bây giờ tới lượt ngươi rồi tới bước này thì mày còn muốn trốn đi đâu với sự nhỏ bé của thanh tuyết mà phải chống đỡ với một thân hình vô cùng to lớn của khô lâu vương thì quả thật có chút bất lợi thanh tuyết chỉ có thể dùng vũ khí của mình dồn hết lực để đỡ lấy từng đòn tấn công của vân thiên khuôn mặt vân thiên nhăn lại Nhìn thấy khuôn mặt này Vân Thiên lại có thể nhận ra, "Thanh, là Thanh Tuyết." Cậu cũng chợt nhớ ra chính bản thân mình, "Vậy mình là, mình là Vân Thiên ư?" Thanh Tuyết thấy Khô Lâu Vương không tấn công nữa, thì liền chớp lấy thời cơ mà dùng công pháp của mình phóng ra một cái đầu rồng. Pháp thuật của Thanh Tuyết nhắm thẳng về phía Vân Thiên mà tấn công. Vân Thiên bị trúng phép thuật của Thanh Tuyết trên đầu hiện lên một dấu phong ấn, "Đồ đáng ghét, bị phong ấn rồi." Thấy Khô Lâu Vương bị phong ấn không thể làm được gì, đám người liền chớp lấy thời cơ mà xông thẳng tới tấn công. Trong lúc đó Vân Thiên quỳ một chân xuống đất dùng ngón tay viết một chữ gì đó trên mặt đất. Những thanh kiếm của đám người nhào tới tấn công tất cả đều đâm thẳng xuống lưng Vân Thiên. Hệ thống hiển thị minh cốt hạ liệm cộng một. Thanh tuyết thấy thế cũng hơi bất ngờ. Tại sao tự nhiên hắn lại để lộ sơ hở như vậy? Vân Thiên lúc này đã bị thương nằm sụp xuống, dường như sắp tan biến. Thanh tuyết bỗng nhìn đến chữ mà khô lâu vương viết trên mặt đất mới chợt hoảng hốt. Vân Thiên, hắn là Vân Thiên sao? Lúc này Thanh Tuyết hết sức hối hận ngồi sụp xuống mà khóc. Trời ơi mình đã làm gì với hắn vậy? Lúc này ở phòng thí nghiệm hệ thống hiện lên thông báo rằng sóng não của người chơi bị kích thích quá mạnh, hệ thống quá tải, bắt buộc offline ngay lập tức. Vân Thiên bừng tỉnh bước ra khỏi ống nghiệm trò chơi của hệ thống loạn trọng bước ra khó hiểu nghĩ. Hình hình như mình biết được tất cả nhưng nhưng cái chết lúc nãy sao lại có cảm giác kinh khủng thế nhỉ? Cậu ấy mơ hồ nhìn cơ thể của mình khó hiểu nói. Hình như mình lại quên hết rồi chết tiệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao tự nhiên mình lại trở về lại điểm ban đầu cô ấy đây lại là đâu? Vân Thiên nghi ngờ trò chơi này có vấn đề khó chịu nói, không được mình không được lún sâu vào trò chơi này nữa, mình phải phải tìm ra sự thật phải làm rõ rốt cuộc mình là ai. Vân Thiên lấy quần áo của mình mặc lại một cách chỉnh tề sau đó rời khỏi nơi này ra ngoài hét lớn hỏi, có ai không? Cậu ấy xách theo đồ của mình bước ra khỏi đường lớn nhìn mọi thứ xung quanh thành phố xa hoa thắc mắc trong lòng mình là ai mình đang ở đâu có lẽ chỗ vừa nãy đi ra là nhà mình đúng rồi là ở đó bây giờ cậu ấy muốn quay lại chỗ cũ nhưng lại quên mất đường về lo lắng nghĩ hình như quên mất đường về rồi làm sao đây tuy bị lạc đường về nhưng vân thiên vẫn quyết tâm phải tìm ra chính bản thân mình không được mình phải làm rõ mình là ai đúng vậy đăng quảng cáo sau đó người nhà và bạn bè mình sẽ biết được mình đang ở đâu nhưng điều cần thiết bây giờ nhất chính là tiền cho dù Vân Thiên có lục tìm kiếm khắp người nhưng vẫn không có đồng bạc nào bất lực nói. Nhưng đang quảng cáo phải trả tiền trước tiên mình phải có tiền mới được, kiếm được tiền xong mới tới đài truyền hình đang quảng cáo. Với ánh mắt quyết tâm rừng rực Vân Thiên với ý chí rằng, đúng vậy mình phải kiếm tiền nhưng phải biết làm gì đây. Nhưng hơn nửa tiếng sau Vân Thiên gục ngã hết lớn bất lực, hình hình như mình không biết làm gì hết, không lẽ trước đây mình là tên bỏ đi. OMG vào lúc bất lực nhất, Vân Thiên nhìn thấy một tờ giấy quảng cáo tìm người chơi trò chơi. Hửm, ừ, tuyển dụng. Phòng làm việc chúng tôi đang tuyển một game thủ cho trò chơi Kiếm Vũ có thể online 12 tiếng trở lên trên một ngày, bao ăn ở. Vị trí cần tuyển là các nghề nghiệp có sức chiến đấu chủ yếu như pháp sư, cung thủ vân vân, lương có thể thỏa thuận khi phỏng vấn, liên hệ 134. Vân Thiên nhìn tờ giấy ứng tuyển vẫn có khúc mắc suy nghĩ, Kiếm Vũ không biết mình có thể tạo tài khoản của người chơi thường không? hoặc là vẫn là quái vật như cũ nhưng game thủ chuyên nghiệp mà mình thấy mình vẫn còn tự tin chi bằng nhưng mình không có điện thoại cũng không có tiền làm sao có thể liên lạc với người nào đây khi đang đứng bất lực không biết làm như thế nào để tìm cách ứng tuyển thì có một giọng nói hỏi cậu ấy Này cậu nhìn thông báo tuyển dụng lâu như vậy rồi muốn ứng tuyển hả hả vân thiên nhìn cô gái tóc đỏ này có vẻ quen quen nhưng đang suy nghĩ thì bị cô gái tóc đỏ cắt ngang hỏi hình như gặp đâu đó rồi nè này không hiểu tôi nói gì hả Cậu là người chơi kiếm vũ hả? Đúng cũng được coi là vậy nhỉ. Cô gái như tìm thấy đồng đội cứu vớt vui mừng nói. Ô tốt quá. Cậu chơi nghề gì có muốn gia nhập vào phòng làm việc của chúng tôi không? Văn Thiên liền cười ngại nói với cô gái tóc đỏ chuyện khó xử nhưng cô gái tóc đỏ bỏ qua chuyện đó mà không có quan tâm về chuyện đó. Có lẽ tôi vẫn chưa tạo tài khoản. Vậy thì tốt quá hiện giờ vẫn là như cũ vẫn là thời gian đi khai hoang thôn tân thủ tham gia với chúng tôi đi. Cô gái tóc đỏ bắt đầu giới thiệu về câu chuyện của mình tất cả cùng dựng nên một sự nghiệp vĩ đại sau này cho dù là thôn tân thủ hay là thành chủ đều sẽ là lưu tên chúng ta. Cô gái tóc vàng bên cạnh cũng vui vẻ nói, đúng đó cậu đây sau khi gia nhập vào phòng làm việc của chúng tôi thì ba người chúng ta cũng luyện cấp người đông thế mạnh cũng sẽ không bị người khác ăn hiếp. Vân Thiên thì muốn thắc mắc một điều hỏi hai người kia nói, bao ăn ở thật sao? Cô gái tóc vàng thừa nhận đúng là thật nói khiến Vân Thiên vui mừng phấn khởi trả lời. Đương nhiên vừa hai chỗ chúng tôi vẫn còn một căn phòng. Thù lao thì sao? cái đó thì. Cô gái tóc đỏ liền bắt đầu giải thích mọi chuyện. Đợi sau khi chúng ta có lợi nhuận trừ đi chi phí tiêu dùng hàng ngày của phòng làm việc thì ba người chia đều với nhau mỗi người một phần ba. Thế nào không tồi đấy chứ nếu cậu chịu đi theo tôi từ giờ về sau sẽ cho cậu ăn no uống say. Vân Thiên lúc này không suy nghĩ thêm nhiều nữa cũng như không chút do so dự vì nếu suy nghĩ thêm một chút nữa. Có lẽ cơ hội lần hai cũng sẽ không tới thêm mà đãi ngộ còn rất tốt chi bằng bây giờ đồng ý liền nhanh chóng nói. Ok tôi đồng ý. Thanh tuyết lúc này đã ở cấp 20 đang mạnh mẽ bước đi trên đường lớn khiến mọi người xung quanh đều ngước nhìn bàn tán nói. Mau nhìn kìa là thanh tuyết cấp 20 rồi. Mấy tiếng trước một mình cô ấy xử lý lâu vương thiết huyết cô của thôn Lạc Hà. Nếu không có cô ấy có lẽ đoàn nhân quái vật sẽ san bằng thôn tân thủ thật đó. Hai tên bên đường đó nói tiếp. Nghe nói Boss còn hỏi ra một sợi dây chuyền minh cốt. Nhờ sợi dây chuyền đó mà thanh tuyết mới giết quái nhanh trong vòng mấy tiếng như vậy. Trở thành người đầu tiên lên cấp 20 của thôn tân thủ những người xung quanh khác cũng bắt đầu khen ngợi cô ấy tuyệt quá đi cao thủ đầu tiên rời khỏi thôn tân thủ lại là cô gái xinh đẹp như vậy tuyết thanh đến tìm trưởng thôn để nói chuyện trưởng thôn tôi đã hoàn thành tất cả các thử thách bây giờ tôi sẽ rời đi đi đến một vùng đất mới rộng lớn hơn để mạo hiểm trưởng thôn bắt đầu dặn dò thanh tuyết rằng được người thám hiểm trẻ tuổi đây là lá thư giới thiệu đến thành linh phong nhớ lấy thành linh phong là một thành trì nằm ngay biên giới của con người là nơi mà một thôn nhỏ bé như chúng ta không thể so sánh được hãy quý trọng cơ hội lần này đừng làm ta thất vọng người trẻ tuổi thanh tuyết nhận lấy bức thư từ trưởng thôn vâng khi thanh tuyết đang chờ đợi ngồi một góc thì đột nhiên có thông báo từ mẹ liền mở ra xem thử thanh tuyết có chuyện rồi chuyện gì vậy mẹ viện phục hồi vừa gọi đến nói là mấy tiếng trước đột nhiên vân thiên tỉnh lại và rời khỏi viện phục hồi bây giờ không biết đã đi đâu Thanh Tuyết nghe thấy vậy liền hoảng hốt trả lời. Cái gì con con offline rồi qua ngay đây? Thanh Tuyết tới viện phục hồi thấy mọi thứ trống không liền thắc mắc. Sao lại như vậy không phải các người nói sẽ chăm sóc cho cô ấy sao? Sao lại như vậy? Tiến sĩ và y tá bên cạnh cũng nói lời xin lỗi với Thanh Tuyết. Rất xin lỗi người của chúng tôi nhất thời lơ là nên đã không trông chừng kỹ cậu ấy nhưng chúng tôi cũng không ngờ Vân Thiên lại tỉnh lại và thoát khỏi trò chơi nhanh như vậy. Xin lỗi thật sự rất xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Xin lỗi mẹ của thanh tuyết bên cạnh cũng nói đỡ cho tiến sĩ thanh tuyết chuyện cũng đã xảy ra rồi bỏ đi chí ít thì vân thiên cũng đã tỉnh lại đây là chuyện tốt tiếp theo chúng ta chỉ cần tìm được thằng bé là được rồi thanh tuyết lúc này đang nhớ ra chuyện gì đó thì đột nhiên tiến sĩ nói chuyện gì đó đúng rồi tôi đang cho người kiểm tra các camera giám sát gần đây tin là sẽ không lâu nữa là có thể tìm được vân thiên đến lúc đó là hai người có thể gặp nhau rồi thanh tuyết như tìm ra được cứu trợ vui vẻ nói vâng chắc chắn cháu sẽ tìm được cậu ấy lúc này vân thiên và hai người kia đã tới chỗ ở làm việc của ba người cô gái tóc đỏ đi trước giới thiệu phòng làm việc của chúng tôi tên là phòng làm việc mưa thuận gió hòa ngụ ý là bội thu đấy hát năm nào cũng dư giả thế nào may mắn chứ vân thiên cứ nghe vậy cứ lẩm bẩm về gì đó may mắn may mắn cô gái tóc đỏ giới thiệu tiếp được rồi online tạo tài khoản đi nhớ là nghề có tính tấn công vào đấy nhé cô ấy nói tiếp Tôi là kiếm sĩ và tiểu ba là mục sư, chúng tôi có tank và support rồi giờ vẫn còn thiếu một tướng đánh xa mạnh nữa." Vân Thiên bây giờ không để ý mấy chuyện này xoa bụng nói, "Nhưng giờ tôi đói quá." Tiểu Điệp nghe thấy vậy liền nói, "Được rồi tôi sẽ nấu cho cậu một tô mì." Vân Thiên nghe thấy vậy liền thắc mắc hỏi lại, "Hả? Phòng làm việc có phong cách đối xử với khách như vậy sao?" Tiểu Ba liền cười mỉm nói, "Sắp không có gì ăn rồi cậu đừng chê nữa." đợi cậu lên cấp rồi thì chúng ta cùng đánh mèo nhà đấu giá tự nhiên sẽ có tất cả thôi tiểu điệp bên này liền tức đỏ mắt nói hư dám chê mì tôi nấu sao vân thiên không dám chê vội vàng nói không chê lấp đầy cái bụng là được rồi nhưng ngay khi ăn xong vân thiên liền giơ ngón tay cái khen đồ tiểu điệp nấu ngon sau khi ăn xong vân thiên liền đeo kính trải nghiệm trò chơi xong liền được cho vào một không gian khiến anh ấy hào hứng nhìn xung quanh quáo wow. tinh linh hệ thống khoanh tay nhìn người trước mắt nhớ ra điều gì đó nhưng rất mờ ảo không hề rõ ràng. Nhìn cái mặt non trẹt này quen quá. Vân Thiên bỗng nhiên bị face xăm in thì vô cùng ngỡ ngàng. Có thể chỉ là mặt ta phổ thông, người giống người thôi. Tinh linh hệ thống vẫn còn chưa ngừng lại mà đâm tiếp một nhát vào tim nam chính. Thật sao? Nhưng sao ta lại thấy ngươi nhìn giống một con lợn rừng ghê? Vân Thiên tím tái cả mặt, miệng không ngừng hả ra mà bất lực la lên trong đầu. Không phải chứ? Lại vậy nữa tinh linh hệ thống sau khi nhìn mặt vân thiên lâu hơn một chút mới nhớ ra gì đó ý sap ngươi cho ta cái cảm giác quen thuộc quá hình như gặp ở đâu rồi thì phải vân thiên chỉ gãi đầu đổ một giọt một hôi tự giải vây cho bản thân vị tinh linh cô nương này ta chỉ là người mới đây là lần đầu tiên gia nhập kiếm vũ sao có thể quen với cô chứ chắc chắn cô nhận nhầm người rồi nghe vân thiên nói như thế rồi tinh linh hệ thống cũng không hỏi gì thêm cô khoanh tay nghiêm túc nói với vân thiên vậy được rồi người chơi trẻ tuổi chào đón ngươi đến với thế giới kiếm vũ tinh linh hệ thống bay trước mặt nam chính bắt đầu công việc của người hướng dẫn tiếp theo đây thì giúp ngươi tạo tài khoản người chơi trong kiếm vũ vân thiên gương mặt hớn hở trở lại được thôi họ đang tạo tài khoản thì một luồng điện phóng thẳng vào người vân thiên tiếng bùng vang lên kèm một dòng thông báo hệ thống thông báo hệ thống có chút rối loạn người chơi không thể lập tài khoản vân thiên cũng bất ngờ khi nhận tin sốc hả à chuyện gì vậy tinh linh hệ thống cũng cảm thấy vô lý cô hỏi lại với hệ thống lớn sao có thể chứ theo lý mà nói một người chơi mới tại sao lại không thể lập được tài khoản chứ những ký hiệu hệ thống bỗng chuyển động bay vù về một hướng báo hiệu có ai đó đang tới chúa tể bỗng dưng uy nghiêm xuất hiện trước mặt vân thiên vị chúa tế nhìn xuống nam chính ôn tồn bảo tôi nhận ra cậu chàng trai trẻ ạ à. vân thiên bị bất ngờ không nói nên lời mở to mắt nhìn chúa tể ông ông vị chúa tể lập tức giải thích vì ý thức của cậu cũng đang hỗn loạn nên hệ thống mới tạm thời không thể thống nhất nhưng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại cậu trong ký ức nói rồi ông ta đối mặt với nam chính lần nữa hỏi cậu hơn nữa cậu còn là một trong những tay chơi có tiếng đúng không vân thiên không trả lời rõ ràng chỉ ngập ngừng đáp hình như hình như là cậu lo lắng hỏi vị chúa tể vậy tôi còn có thể lập tài khoản mới nữa không bỗng nhiên chúa tể phát động sức mạnh của mình những luồng sáng xanh bao lấy cơ thể nam chính và cuốn cậu đi đi theo ta đã việc này có hơi đột ngột làm nam chính không khỏi bất ngờ hai họ dịch chuyển tới một nơi khác nam chính từ từ hiện ra nhìn khung cảnh xung quanh quen thuộc lại là ở đây chúa tể cũng ở đó ngay sau cậu ông nói với giọng nghiêm túc tiểu tử cậu từng là người của chúng tôi cậu cũng là một chiến binh ảo vì vậy ta bắt buộc phải đưa cậu đến đây để đi con đường cậu cần phải đi vân thiên chỉ có nửa người thắc mắc hỏi con đường mà tôi nên đi vân thiên không hiểu được điều chúa tể muốn nói cậu nhăn mặt lại hỏi chúa tể con đường mà tôi nên đi là nỗ lực dành trang bị hỗ trợ điều vũ kiếm tiền sau đó đăng quảng cáo tìm hiểu rõ tôi là ai vị chúa tể lạnh lùng trả lời mắt ông như sáng hơn trước không cậu nên chiến đấu trong trận chiến ảo rồi tiếp đó tìm hiểu rõ xem bản thân mình rốt cuộc là ai cũng chỉ là chuyện nhỏ chuyên quan trọng cậu cần làm đó là theo đuổi chân lý của trời đất và sự thật của thế giới. Những điều Chúa Tể nói có vài điều Vân Thiên chưa thể hiểu. Cậu thắc mắc tại một chỗ, sự thật của thế giới. Đối với cậu ngày hôm nay đủ bế tắc rồi, Vân Thiên chỉ e ngại nói, không hiểu lắm, nhưng cuối cùng thì tôi có thể lập tài khoản mới không? Chúa Tể lập tức trả lời, tất nhiên là có. Chúa Tể cũng không quên dành sự yêu ái cho Vân Thiên. Hơn nữa, vì cậu là một đại anh hùng nên tôi còn cho cậu nhiều những quyền ưu tiên khác. Đi 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 lập tài khoản mới thuộc về mình cậu đi. Cùng lúc đó trước mặt Vân Thiên một bảng thông báo hiện ra, hệ thống thông báo, khởi động lựa chọn chuyên ngành ẩn núp, quỷ kiếm sĩ. Vân Thiên nhìn thông báo mà phấn khởi, tự tin hơn vì bản thân có sự khác biệt, chuyên ngành ẩn núp. Những người bình thường mới vào chơi đều chưa thể khởi động chuyên ngành ẩn núp, điều này không phải chỉ có mình được thôi sao. Vân Thiên chưa ngừng vui vẻ, cậu châm trồ nhìn danh hiệu đầu tiên ở tài khoản mới mình đạt được, quỷ kiếm sĩ nghĩ lợi hại ghê. Vừa dứt lời những luồng sáng lại lần nữa bao quanh cơ thể nam chính. Vân Thiên không hiểu chuyện gì. Lại sao thế? Lần này cậu được dịch chuyển toàn thân sang một nơi khác. Có những ngọn lửa màu xanh xung quanh. Luồng sáng biến mất. Để lại cậu đứng tại nơi mới mẻ này. Tinh linh hệ thống bây giờ mới lên tiếng. Chàng trai trẻ. Chúc mừng cậu đã thông qua chuyên ngành ẩn núp với cái tên. Quỷ kiếm sĩ. Tiếp theo đây. Cậu sẽ trở thành một trong những thành viên của hắc ám bây giờ xin hãy nhập địa chỉ id vân thiên chưa kịp sắp xếp lại thông tin chỉ hả một tiếng trang phục của cậu lập tức thay đổi nhờ chuyên ngành quỷ kiếm sĩ mà trang phục này được tranh bị theo nó hệ thống lại để ra một thông báo mời điền tên của bạn vân thiên ngập ngừng nhìn bảng thông báo kia một chút chưa kịp nghĩ ra cái tên phù hợp cậu cúi đầu nhìn bàn tay của mình tên sao những ký hiệu hệ thống vẫn bay xung quanh vân thiên phát sáng lấp lánh trong đầu cậu đâm chiêu suy nghĩ Tôi đã quên đi mình tên là gì rồi, những chuyện ngày xưa đã tiêu tan hết rồi, bây giờ chỉ là những ký ức hỗn loạn. Nếu vậy thì lấy tên là Vong Trần đi. Nói rồi cậu nhập cái tên đó vào luôn. Hệ thống thông báo, người chơi Vong Trần đã hoàn tất đăng nhập. Thông báo tân thủ quen thuộc vang lên, chúc mừng người chơi, tài khoản đã được kích hoạt, chính thức gia nhập U Ám Thành Bảo. Từ trên trời một cột ánh sáng đáp xuống đất, thắp sáng cả một vùng hoang sơ u ám. Vân Thiên kia chống một tay để đứng lên, cột sáng dần dần biến mất trên trời vân thiên đứng giữa làn khói mịt mù dày đặt phủ kín đường đi vân thiên bực bội mắng ai đó một câu đúng thật là keo kiệt phía sau của nam chính bỗng vang lên tiếng diễu cợt tên nhóc bẩn thỉu cuối cùng cũng tỉnh rồi à tên đốc quân quỷ quân cưỡi trên con ngựa to lớn của anh ta cầm một cây giáo nói với tên lính mới bây giờ ngươi đã là một quỷ kiếm sĩ đi nào ta sẽ đưa ngươi đi luyện tập ở đó sẽ giúp ngươi trở thành một quỷ kiếm sĩ thực thụ Nam chính giật mình, khép nép đáp lại. Được. Đốc quân quỷ quân quay ngựa lại và dẫn đường. Vân Thiên đi theo sau. Vừa đi cậu vừa mở bảng thông tin lên xem xét. Bên trong hiện tên, danh hiệu, cấp, tấn công, phòng ngự và các thông tin sức mạnh của Nam chính. Hiện tại chúng vẫn còn khá thấp không đáng kể. Vân Thiên thở dài chán nản. Vẫn là cái thuộc tính bùn xỉn. Nam chính dù có một chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại sự hào hứng. Đây cảm giác khi làm người chơi sao mặc dù trong hình dạng ẩn núp vô cùng xấu xí vân thiên theo chỉ dẫn đi đến phục tô tri địa một nơi có những mỏm đá sắt nhọn và kham hiếm ánh sáng sương khói cũng mịt mù tầm nhìn nam chính nhìn xung quanh toàn là quái vật như người máy buồn bã than trong đầu chỉ có mình là người chơi thôi đốc quân quỷ quân xuống ngựa hướng dẫn tiếp cho vân thiên và những tên khác bắt đầu từ bây giờ ngươi đã gia nhập u ám thành bảo trở thành một trong những thành viên của u ám nhưng mấy người cũng chỉ đang thực tập tiếp sau đây sẽ trải qua liên tiếp những bài sát hạch. Đốc quân quỷ quân dơ cây giáo ra, mạnh dạng tuyên bố, vượt qua hết được mới có thể trở thành đấu sĩ của u ám. Bài luyện tập đầu tiên là kỹ thuật chiến đấu. Hắn ta chỉ tay về những thanh gỗ đã được chuẩn bị sẵn ở sân tập, dùng chính cây giáo trong tay các ngươi để chiến đấu. Trước khi mặt trời mọc hôm nay nhất định phải đánh đứt hết các khúc gỗ ở đằng kia, nếu không thì nên tự giác đào hố chôn sống bản thân. Những tân binh đồng loạt lên tiếng. Vâng, đại nhân một tên quái vật phát cây cuối khinh thường nhìn vân thiên hay tiểu tử nhìn ngươi gầy nhô xương thế kia hôm nay chắc chắn không thể vượt qua thử thách được rồi một tên khác cũng hùa theo chi bằng nghe theo lời của đốc quân đại nhân tự đào hố chôn sống bản thân đi những lời đánh giá cười chê không ngừng được vang lên sau lưng nam chính hà ha, ha đúng là một vong linh yếu đuối sau này có lên chiến trận cũng chẳng làm được tích sự gì tốt nhất là sớm cút thì hơn vân thiên không nói gì chỉ cầm sẵn thanh kiếm đốc quân quỷ quân trên cao nói vọng xuống thử thách đầu tiên với thân gỗ giải thưởng là quỷ hỏa kiếm phả bọn linh mới phía dưới nghe phần thưởng đã hả mùng không ngừng thèm thuồng là quỷ hỏa kiếm phả chỉ cần một đao là có thể chém đứt thân gỗ tốt quá rồi chỉ cần có quỷ hỏa kiếm phả thì có thể trở thành một đấu sĩ mạnh mẽ ưu tú nhất rồi một tên khác tự cao tự đại la lên trước đám đông tuyên bố rằng cuốn sách này ta cầm chắc rồi thế là những tên vong linh kia ra sức chặt đứt những thân gỗ Vân Thiên cũng chú ý tới phần thưởng, kiếm phả, đó quả là một đồ vật hữu ích cho cậu trong khoảng thời gian mới này. Nam chính nhìn thân gỗ to lớn cứng cáp kia, đánh nhanh thắng nhanh mới là ý nghĩa sâu xa của thử thách này. Nói rồi cậu tung ra ba đường, đường kiếm sáng trói điều luyện không hề ngập ngừng, toàn bộ đều ngắm vào thân cây gỗ. Những tên vong linh kia thấy sức mạnh của Vân Thiên thì há hốc mồm, đồng thanh hoang mang, tên tiểu tử thối này, lợi hại vậy sao? Bục! thân gỗ bị cắt đứt đôi chỉ trong vài đường kiếm của Vân Thiên. Cậu nhẹ nhàng kết thúc nhiệm vụ của mình sớm nhất trong đám lính mới. Đốc quân quỷ quân quan sát, thấy được tiềm năng của Nam Chính. Tên tiểu tử này không tồi. Đốc đoàn quỷ quân đứng trên cao ngạo nghễ nói, chàng thanh niên trẻ phần thưởng lần này thuộc về cậu, cố gắng luyện tập thêm nha. Hệ thống đột nhiên phát ra thông báo tin, Vân Thiên chạm vào hệ thống học tập được kỹ năng anh cảm thấy trong người mình rừng rực lửa như đang thăng cấp vân thiên rút ra cây kiếm của mình cây kiếm hiện tại đang có ánh lửa đỏ rực vân thiên không hỏi cảm thán hay quá cảm thấy đang mạnh dần lên cậu chém một cái một ánh sáng đỏ rực hút qua các xương quỷ ở đó đều cảm thán giỏi quá họ ca tụng cậu vân thiên vân thiên vân thiên ôm lấy cái máy chơi game của mình cậu đã trở về thế giới thật tiểu điệp đi ra nhắc nhở cậu vân thiên sao vẫn chưa chịu phối hợp với tôi và tiểu ba đang đợi đưa cậu đi thăng cấp đó vân thiên cười trừ cái đó trong game của tôi xảy ra chút vấn đề. Sao? Hình như là nhận được chuyên ngành ẩn núp gì đó đang làm nhiệm vụ. Tiểu ba và tiểu điệp hét lên. Cái gì nhiệm vụ ẩn? Tiểu ba thì thầm vào tai tiểu d e. B chuyên ngành ẩn núp bắt chúng tôi phải tìm được báu vật tốt quá rồi. Tiểu điệp đứng ra nói. Không cần vội cậu cứ hoàn thành nốt đi đã rồi nói nhớ là thêm tôi với tiểu ba làm bạn cùng đội là được. Vân Thiên nói thêm. Biết rồi tên tôi trong đó là Vong Trần. Mọi người vào trong game lúc này trời đã rất tối hai người mở bảng điều khiển lên xem. Tiểu Điệp bất ngờ, quỷ kiếm sĩ tên nhóc này không ngờ lại đạt được chuyên ngành như vậy. Tiểu Ba cười cười nói đây là chuyện tốt mà không chừng sau này hắn trở thành một cao thủ. Mặc dù tỷ lệ phần trăm xảy ra điều này không lớn lắm nhưng thôi chị đây tin cậu một lần. Tiểu Điệp vui vẻ nói, với Tiểu Ba biết đâu sự xuất hiện của hắn lại làm tăng thêm năng lực của hai ta thì sao? Ồ đi luyện cấp để tăng cấp thôi nào. Tiểu Điệp sung phong đi trước hò hét đi nào mục tiêu tiếp theo tiến lên xuất phát một bên khác vân thiên vẫn đang không ngừng học hỏi năng lực mới của mình tiếng thông báo của hệ thống vang lên hệ thống thông báo chúc mừng người chơi đã hoàn thành nắm vững kiếm pháp của quỷ hỏa kiếm pháp vân thiên nhìn bảng điều khiển trong lòng hào hức thành công rồi cuối cùng cũng đã nắm được hết quỷ kiếm pháp rồi đốc quân quỷ quân ở trên không khỏi cảm thán tên nhóc này quả không tồi đột nhiên một tên quỷ thật báo cáo đại nhân khu vực phía tây truyền tin có quân tập kích đông quân quỷ quân kinh ngạc cái gì có quân địch tập kích đến từ thế lực gì tên lính quỷ kia báo cáo tiếp là thanh lực thanh lực cử đến một đội quân công kích vào khu vực phía tây của chúng ta đốc quân ủy quân hét lên đáng ghét tất cả những vong linh cùng ta ra trận lần này sát hạch tiếp theo của các người quân lính ở dưới hò hét huyền ô thành bảo muôn năm chúng tôi nguyện hy sinh hết mình giết chết tám giám đốc vào thành bảo của chúng ta Trời trời tối ở việc khu rừng có một tên cầm cung đang trinh sát ở trên cành cây vóc một tiếng chỉ thấy hắn nhào qua lộn lại giữa các nhánh cây rồi hạ xuống đất. Hắn cung kính quý trước mặt người công chúa bệ hạ thần đã thăm dò kỹ lưỡng rồi chúng ta tiến vào lãnh địa u ám thành và công chúa kia mở khăn trùng đầu. Cuối cùng chúng ta cũng đã đặt chân vào mảnh đất dơ bẩn này. Tên tướng sĩ bên cạnh báo cáo bệ hạ yêu tinh tập chúng ta hàng năm đều giao chiến có thắng có thua với u ám thành hay là chúng ta đi thôi nơi này nguy hiểm lắm. Nàng công chúa kia vẫn cố chấp, không nếu chúng ta tới được đây vậy thì chúng ta phải thăm dò kết quả chút đi nhưng đừng do dự nữa. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu tiến vào khu vực mười dặm quanh U Ám Thành, công chúa tộc yêu tinh ra lệnh. Từ đằng xa quân đoàn của quỷ cũng đã đi tới trên bầu trời phát ra một ánh sáng lạ một tên hỏi, ở đó là cái gì? Đốc quân quỷ quân lên tiếng, không xong rồi làm cơn tiễn của lũ yêu tinh mau phòng ngự. Chưa kịp làm gì những mũi tên đã xuyên vào hàng trăm bộ xương khiến cho họ nằm xuống chết chỉ thấy đốc quân quỷ quân tạo một lá chắn vững chắc che chắn hết tất cả những mũi tên rồi ông hét lên những con yêu tinh chết tiệt chúng phải chết các dũng sĩ của u ám thành tấn công diệt sạch bọn chúng xông lên vân thiên cũng tham gia chiến đấu rất quyết liệt ở nơi đóng quân của yêu tinh công chúa của tộc yêu tinh đang hạ lệnh không ngờ chuyện phòng ngự của chúng đã chặn hết vi tiễn của phe ta hư chuẩn bị tấn công chúng bằng trường thường vâng thưa bệ hạ chỉ thấy các binh sĩ toát ra một luồng khí màu xanh sau đó họ lập tức được tăng phòng ngự. Trận thế áp đảo đang nghiêng về phía quân yêu tinh dù vậy Vân Thiên vẫn cố gắng chống trả anh nhìn chỉ số trên đầu bọn họ đều là level 20 thầm nghĩ, toàn là quái tinh anh cấp 20 sao. Anh sợ hãi, vậy thì sao mà đánh trốn khỏi chúng trước cái đã? Vừa chạy thục mạng anh vừa nghĩ, mặc dù như vậy là không hay lắm nhưng tính mạng là quan trọng nhất. Sau đó một làn khói trắng xuất hiện hai ánh sáng xanh từ trên trời bút xuống có hai bộ xương lông có vẻ rất uy quyền một nhánh quân yêu tinh nhỏ bé mà lại dám tiếp cận u ám thành như vậy hư nhìn kỹ rồi đội quân yêu tinh này đang vây quanh một đứa nữ nhân yêu tinh tộc ngươi không thấy quen hay sao tên kia đáp lại ồ nhớ ra rồi là nữ vương của lũ yêu tinh diana đúng không không trông cô ta trẻ hơn nhiều tên kia bắt đầu suy nghĩ trừ phi hình như được nghe nói tới là công chúa của yêu tinh tộc có lẽ vậy mau bắt lấy cô ta được công chúa ra lệnh chặn chúng lại sau đó công chúa bắt đầu giang tay thi triển pháp thuật công chúa vừa dùng sức mạnh để thi triển pháp thuật vừa đọc câu thần chú hỡi yêu tinh khắp nơi đang ngủ say hãy mở ra đôi mắt ác mộng vĩnh hằng hãy thức tỉnh cùng với ánh sáng đi công chúa vừa đọc xong câu thần chú chưa thức rơi xuống từ hư vô được kích hoạt lập tức trên bầu trời liền mở ra một không gian những luồng ánh sáng xanh có hình dạng mũi tên rơi xuống những luồng ánh sáng mũi tên vừa rơi xuống liền có thể dễ dàng tiêu diệt được người của u ám thành vân thiên cảm thán khi thấy sức mạnh của công chúa cô gái đó mạnh thật bọn lính của ưu tinh tộc thấy công chúa của mình đã hạ gục được hết những tên địch thì hô vang công chúa bệ hạ vạn tuế công chúa giơ tay ra lệnh với bọn lính tiếp tục chiến đấu công chúa với khuôn mặt vô cùng quyết liệt hãy xóa sổ những vong linh tà ác ra khỏi mảnh đất này tuân lệnh công chúa tất cả những binh lính tay cầm vũ khí và khiên lập tức xông lên nhưng bọn họ lập tức bị khựng lại bởi sự xuất hiện của một tên ma đạo sĩ ma đạo sĩ vừa xuất hiện đã đe dọa bọn chúng cảm nhận sức mạnh ma pháp của cái chết đi đám hèn mọn các ngươi tất cả những binh lính trong đó có cả công chúa đều vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của ma đạo sĩ tên ma đạo sĩ lập tức sử dụng phép thuật thả xuống một luồng phép những tên lính một tên lính sau khi trúng pháp thuật của ma đạo sĩ hai mắt và miệng đều đã bốc khói đen công chúa thấy mọi việc không ổn liền ra lệnh tất cả rút lui không ngờ quân đoàn vong linh này lại điều động cả ma đạo sĩ công chúa cũng sử dụng hết sức mạnh của mình thi triển pháp thuật một lần nữa hướng về phía tên ma đạo sĩ một luồng sức mạnh vô cùng to lớn ma đạo sĩ liền chặn lại sự tấn công của công chúa nhưng cũng khá khó khăn bởi sức mạnh quá lớn của công chúa chết tiệt không ngờ hả ta ma võ song tu ma pháp võ thuật công chúa hô to chặn lại cho ta tên ma đạo sĩ đó vẫn đang chiến đấu hết sức quyết liệt với công chúa công chúa lúc này đã sử dụng thanh kiếm của mình cả khuôn mặt và giọng nói đều toát lên sự đanh thép ác linh chết đi. Sao thế công chúa xong về phía hắn? Ngươi không trốn được đâu. Công chúa đã sử dụng đường kiếm của mình chém về phía tên ma đạo sĩ. Thánh linh chảm. Tên ma đạo sĩ bị chém chúng la lên. À Nhưng sau đó hắn đã phản công lại bằng một luồng phép khiến công chúa phải té ngửa ra sau. Như đã phát giác được điều gì đó công chúa liền sợ hãi. Toi rồi. Bỗng nhiên có một tên vong linh không biết đã xuất hiện từ lúc nào phóng xuống chĩa thẳng thương về phía công chúa nha đầu chỉ với chút kinh nghiệm chiến đấu đó của ngươi mà muốn tấn công u ám thành ư đúng là muốn chết sau khi đã làm trọng thương công chúa hắn lập tức phóng lên cao công chúa bị đâm trúng miệng đã chảy một ngụm máu tươi cô nói ngươi không ngờ là còn có một võ giả vong linh cấp võ thánh tên võ giả vong linh ấy khuôn mặt cao ngạo tốt quá tốt quá hắn ta vô cùng đắc ý nói bắt sống được công chúa của yêu tinh tộc tên võ giả phong linh đang đứng ở phía trên cao nói xuống với công chúa đến lúc vơ vét chút tài sản của tên vua yêu tinh ngạo mạn kia rồi. Công chúa tức giận, khốn kiếp. Công chúa dù đã bị thương nhưng vẫn không thể chịu đựng được tên vong linh ngạo mạn với mình. Công chúa hét lên với hắn, với máu của ta, ta thừa xuất phá vỡ cục diện này. Công chúa lúc này sử dụng toàn lực sức mạnh để thi triển ma pháp sinh mệnh của tộc yêu tinh. Tên võ giả phong linh nhận ra ma pháp này thì hốt hoảng, không xong rồi. Hắn ta lo lắng, làm ma pháp sinh mệnh của tộc yêu tinh, lão dẹp, mau chạy đi. Nhưng đã không còn kịp chạy nữa công chúa ngay tức thì hướng thẳng ma pháp về phía tên vong linh khiến hắn chúng chiêu liền la lên. À à à. Công chúa với đôi mắt vô cùng sắc lạnh nhìn tên võ giả vong linh. Bỗng nhiên công chúa liền bị một luồng sức mạnh khống chế. Chính là tên võ giả vong linh đã làm. Hắn đã sử dụng pháp thuật khiến công chúa không đỡ nổi mà tay ngã. Thấy đồng đội của mình đã bị giết. Tên võ giả vong linh vô cùng tức giận. Dám giết một ma đạo sĩ vong linh. Tội của ngươi quá lớn. Sau đó hắn nói với người của mình, các huynh đệ từ từ mà thưởng thức bữa ăn ngon này đi. Người của U Ám Thành lập tức kéo đến hướng về phía công chúa. Bọn chúng vừa xông lên tấn công vừa nói một cách đắc ý, giết đã đến lúc được nếm máu tươi của người đẹp yêu tinh rồi. Nhưng công chúa nào để sĩ diện của mình bị trà đạp như thế, cô đáp trả bọn chúng, nằm mơ. Cô sử dụng sức lực còn lại của mình dùng ma pháp để ngăn chặn bọn chúng. Ta thà chết cũng không để các ngươi sỉ nhục. Chúng ma pháp của công chúa bọn lính văng ra xa võ giả vong linh thấy thế thì tấn công về phía công chúa hắn dùng roi xà cốt chĩa thẳng về phía người cô ngay khi công chúa sắp bị mũi tên của roi đâm trúng thì một tên lính của yêu tinh tộc đã chạy ra cắt đi dây roi mà tên võ giả vong linh thả xuống bệ hạ mau đi đi võ giả phong linh lập tức bừng lên lửa giận tiêu diệt ngay tên lính vừa phá hỏng vũ khí vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn khôn kiếp dám làm hỏng roi xà cốt của ta võ giả vong linh ra lệnh chặn chúng lại bắt sống công chúa yêu tinh công chúa vô cùng quyết liệt Đừng đừng hòng có kẻ nào chặn được ta. Công chúa vừa chạy vừa dùng pháp thuật đánh đuổi hết những tên có ý ngăn chặn mình. Sau khi hạ gục những tên chặn đường, công chúa tiếp tục lao đi chạy về phía trước. Văn Thiên thấy công chúa đang lao về phía mình thì hoảng hốt. Công chúa thì cứ đâm đầu chạy mà không hề để ý vẫn có người đang ở đằng trước, cả hai liền đâm sầm vào nhau. Cú va chạm quá mạnh khiến công chúa liền bị chóng váng và ngã ra đất. Tên võ giả vong linh đi tới tán thưởng Văn Thiên, nhóc con làm được lắm bắt được công chúa yêu tinh ngươi có một phần công lao thật ra vẫn thiên vẫn chưa hiểu lắm vì việc công chúa tự đâm sầm vào cậu và té ngã chỉ là ngẫu nhiên hình như hình như tôi chẳng làm gì cả trời tối trăng lên cao tại căn cứ địa của u ám thành công chúa vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị trói thấy có người đang đứng trước mặt mình cô liền điểm mặt là ngươi công chúa nói lời oán trách nếu không phải ngươi thì ta đã quay về được trận địa rồi vân thiên liền đáp trả ngay cô đã quá ham chiến xâm nhập một mình nếu không sẽ không bị bắt công chúa nghe hắn nói chính cô mới là người tự hại mình thì vô cùng tức giận không cần ngươi dạy ta võ giả phong linh đã xuất hiện nói với công chúa yêu tinh giả dối hắn chĩa thẳng cây thương về phía công chúa ngươi biết thế nào là đau khổ không công chúa không muốn lòng vòng liền bảo hắn nhanh lên giết ta đi nhưng có vẻ tên võ giả vong linh này lại không muốn mọi chuyện đơn giản như vậy không dễ dàng vậy đâu phải để cho các huynh đệ của ta được thưởng thức trước đã rồi hãy nói. Công chúa nghe hắn nói thế thì vô cùng cam phẫn, đồ xúc sinh, nhưng hắn nào có để lời nói của cô vào tai. Hắn nói tiếp, sau đó ta sẽ dùng ngươi mang tới vương quốc yêu tinh đổi lấy một lô đá huyết linh. Tên võ giả vong linh cười giễu cợt, ngươi phải sống cho thật tốt cơ thể của ngươi rất đáng giá đó. Công chúa thấy mình vừa bị sỉ nhục vừa bị lợi dụng nhưng ngoài tức giận ra thì cô không làm được gì nữa. Cô mắng hắn, xúc sinh xúc sinh. Vân Thiên hiện giờ nhìn thấy tình cảnh này cũng cảm thấy hơi hối hận. Hình như mình đang nối giáo cho giặc thì phải. Sau đó Vân Thiên chợt nghĩ lại. Không được. Hiện giờ Vân Thiên đang khá dần vặt với suy nghĩ của chính mình. Mặc dù mình đã quên mất mình là ai, nhưng không thể quên mất mình là một con người. Vân Thiên nhìn thấy tình cảnh này liền nghĩ về chuyện này. Không được mình là con người mình không thể bán đứng lẽ phải trong lòng mình được. Nghĩ xong nhìn thấy cảnh quỷ đốc vương nhốt tiểu ba vào trong một cái hòm chói chặt Vân Thiên thầm nhủ rằng mình phải cứu cô ấy một lát sau một tên thuộc hạ của hắn tới bẩm báo đại nhân giám quân đại nhân truyền tin đến có động tĩnh của quân địch động tĩnh của quân địch quân đội yêu tinh đã thất bại rồi thì còn động tĩnh của quân địch cái khỉ gì nữa sau đó tên đó liền đưa ra một tin tức khiến giám quân tức giận một những quần của con người đã đến phía nam thành chuẩn bị tấn công thành cái gì con người chết tiệt các ngươi dám câu kết với yêu tinh đây là muốn chết mà giám quân liền tức giận ra lệnh cho thuộc hạ của mình bây đâu theo ta giết chúng biến đám loài người đó thành thức ăn rõ đại nhân bọn chúng bắt đầu xông lên vừa đi vừa nói rằng giết 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 vì vinh quang của vong giả vân thiên ở bên trong nhìn thấy bọn chúng đã đi xa nhìn tiểu ba khiến cô ấy tức giận trách mắng nói vong linh người muốn làm gì vân thiên không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cởi mũ áo choàng ra đã khiến tiểu ba nhận ra cậu ấy thì ra là ngươi đúng vậy là ta tiểu ba trừng mắt hỏi cậu ấy rằng ngươi muốn làm gì thả cô đi Vân Thiên liền rút kiếm chém đứt dây trói của Tiểu Ba rồi nói, "Không cần cảm ơn tôi, chị hai tôi thấy con người cô cũng được mà thôi." Tiểu Ba vẫn nghi ngờ khi vừa được chém đứt thì liền tiến lên tấn công nói, "Hư rốt cuộc là ngươi có mục đích gì?" Vân Thiên liền quát lớn nói rằng, "Cô điên à, tôi thì có mục đích gì với cô chứ? Tôi chỉ muốn cứu cô mà thôi, mau chạy đi, đợi bọn quỷ tướng mà về thì cô không chạy được nữa đâu." Tiểu Ba nghe thấy vậy liền sững sờ ngừng lại lắp bắp nói, "Ngươi Vân Thiên không nghe tiểu ba nói gì thêm được nữa liền đưa áo choàng rồi nói. Mau mặc lên đi đi càng xa càng tốt với sức mạnh của cô căn bản không phải là đối thủ của thành u ám này đâu. Tiểu ba thấy lòng tốt của Vân Thiên liền dưng dưng nói. Cảm cảm ơn ngươi. Tiểu ba nhận lấy áo choàng nhanh chóng chạy trốn ở nơi này ngay lập tức. Nhưng vừa chạy được một lúc liền có người hét lớn nói. À đó chạy được rồi đuổi theo mau. Vân Thiên ở trong phòng nghe thấy tiếng chân chạy tới. Có người tới. Cậu ấy liền suy nghĩ chuyện chẳng lành phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Vân Thiên bắt đầu đánh liên tục vào mặt của mình để giả vờ như tiểu ba vừa đánh nhau với mình nằm xuống khóc. Đau quá. Giám Quân chạy tới thấy cảnh này liền chạy tới hỏi chuyện Vân Thiên. Tên kia chuyện gì thế? Cậu ta liền giả vờ bị trọng thương đứng dậy nói, không biết là có chuyện gì, vừa rồi đột nhiên ả à ta cởi được dây xích đánh tôi bị thương xong thì bỏ trốn rồi. Giám Quân nghe thấy vậy liền tức giận nói, chết tiệt để ả à chạy mất rồi phải tìm được cái tên khốn khiếp tung tin giả đó rồi phanh thay hắn thành vạn mảnh cho ta. Vân Thiên giả bộ đồng tình với bọn chúng rằng, đúng thế phanh thay vạn mảnh cái tên khốn khiếp tội ác tày trời đó. Mấy tên thuộc hạ cũng rất khen ngợi nói, tên nhóc này rất trung thành và dũng cảm, được đấy có tương lai. Vân Thiên liền suy nghĩ khó hiểu rằng, như vậy mà cũng lừa được chúng sao? Chắc đầu óc của đám quỷ tướng này uống nước hết rồi nhỉ? Tên thuộc hạ liền nói vài lời với giám quân lão đại tên nhóc này rất có tương lai hay là đưa hắn đến đây quỷ vực u tịch cho hắn rèn rũa bản thân đi ta thấy được giám quân tiếp tục nói tiếp nếu hắn dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra ở quỷ vực u tịch thì sẽ cho phép hắn trở thành một chiến tướng của quỷ tộc tại quỷ vực u tịch vân thiên đứng giữa đám lửa ở dưới cậu ấy từ từ đi tới nói quỷ vực u tịch đây là nơi mình luyện cấp sao cậu ấy liền bắt đầu bật chế độ chiến đấu với mấy tên kia mấy tên khô lâu vương liền cười nhảm nói cuối cùng cũng có máu thịt tươi ngon từ mặt đất đưa đến để ăn rồi. Nhưng chỉ trong chốc lát Vân Thiên liền chém giết bọn chúng trong phát một nói, chỉ dựa vào các ngươi sao. Lúc này có một nguồn sức mạnh kỳ lạ nhập vào người Vân Thiên liền bất ngờ nói. Đây là cơ thể mình đang tự hấp thụ sức mạnh của những linh hồn ở đây sao? Thảo nào mình cảm giác được sức mạnh của bản thân đang tăng lên nhanh chóng. Vân Thiên vừa đi chém linh hồn vừa cảm thấy vui vẻ nói. Tốt quá mình đang trở nên mạnh hơn. Ha 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 tốt quá rồi cậu ấy vừa giết hệ thống vừa liên tục thông báo cậu ấy thăng cấp tài nguyên cả bản đồ này là của mình hết vân thiên mở ra thông tin của nhân vật vong trần của mình vong trần kiến tập quỷ kiếm sĩ cấp 10. tấn công 50 đến 120. phòng ngự 40. máu một căn cốt hai công hiến không vân thiên vừa nhìn vừa tự hào nói mạnh hơn trước nhiều rồi cảm giác trở nên mạnh hơn thật là tuyệt lúc này tên kẻ giữ lăng mộ đột nhiên xuất hiện nói Tiểu tử thối mau qua đi để ông đi một gậy đập ngươi nát bét. Vân Thiên không chút sợ hãi nói rằng, được đấy không ngờ trận cuối của bản đồ này còn có cả boss cơ à, cũng tốt vậy sẽ từ từ chơi với mày. Vân Thiên bắt đầu xông lên tấn công với tên đó ban đầu ngang tài ngang sức nhưng không ngờ ngay lúc này Vân Thiên bị tên đó đấm một phát chí mạng. Một đấm mạnh mẽ này của tên đó khiến Vân Thiên lùi ra phía sau mất đi 50% máu. Vân Thiên thấy mình không thể coi thường được nữa nói Tốc độ của nó nhanh quá không được mình phải thay đổi chiến thuật tăng tốc tấn công từ lần sau. Nói xong Vân Thiên liền chạy tới từ đằng sau, tên kia không biết Vân Thiên ở đâu ngó tứ tung một lúc sau Vân Thiên sử dụng Quỷ Hóa Kiếm Pháp hoàn thành đòn tấn công chí mạng. Thông tin của cây kiếm Vân Thiên dùng bao gồm kiếm hắc ám vũ khí xanh rồng, tấn công 30 đến 100, sức mạnh cộng 20, cấp bậc yêu cầu 15. Vân Thiên nhìn cây kiếm đầy tự hào nói, một cây kiếm rất mạnh mình có cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh. Lúc này Vân Thiên đã được tháo băng trên mặt mình đầy tự mãn nói. Mình cũng trở nên đẹp trai hơn rồi. Đến đây là hết phần một của review chuyện chuyển sinh thành lợn rừng trở thành NPC mạnh nhất rồi. Mình là Bao Ú review đến từ web tìm chuyện 3S. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và ghé web đọc chuyện để mình có động lực ra những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.